Độc tôn truyền kỳ, thanh vân môn, lâm nhất. chương 1301 một lần này rõ ràng khác hẳn. Suốt cuộc là có ý đồ gì? Bỗng nhiên lâm nhất nghĩ tới điều gì đó, khẽ cao mày, mai hộ pháp, thật ra ông không hề hy vọng ta có thể lĩnh ngộ sự huyền diệu của nó phải không? Bắt ta ở lại mai trang chỉ để nhốt ta ở đây, bỏ lỡ cơ hội tham gia long môn tranh tài năm nay. Về nguyên nhân, chỉ đơn giản là ông ấy cảm thấy với thực lực của hắn, nếu tham gia Long môn tranh tài gặp phải Đại hoàng tử Tần Vũ thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thay vì vậy, chỉ bằng đợi thêm 3 năm nữa, 3 năm sau sợi huyền mạch bị phá hủy đã sớm khôi phục. Lúc đó dù không biết được bí ẩn của ba sợi tu vi bản nguyên cũng có thể luyện hóa bằng tu vi huyền võ tầng 9. Mai hộ pháp đang đưa lưng về phía Lâm Nhất đột nhiên dừng bước. Ông ấy khẽ thở dài, Lâm Nhất đôi khi thông minh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt, cớ sao phải chấp nhất. Người mới 18 tuổi thôi, không đợi thêm 3 năm nữa được ư. Tại sao nhất định phải tham gia long môn tranh tài cuối năm nay? Ta không thể đợi 3 năm nữa. Lâm nhất trầm giọng, ta đã hứa với hân tuyệt đại ca rằng sẽ tham gia long môn tranh tài cuối năm. Nếu ta đã hứa với hân tuyệt đại ca thì phải xuất chiến thay huynh ấy. Đại hoàng tử còn đang nắm điểm yếu của hân nghiên sư tỷ trong tay, ta cũng không muốn để cây gai này tiếp tục đâm vào tim sư tỷ suốt 3 năm. Ta nhất định phải tham gia long môn tranh tài. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai Hộ Pháp, gần giọng nói ra từng chữ một. Ánh mắt ấy tràn đầy quật cường và cố chấp, không hề có chút chùn bước. Hồ đồ. Vẻ mặt Mai Hộ Pháp trở nên lạnh lùng, ông ấy nổi giận, nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta sẽ không khuyên ngươi nữa, nhưng nếu muốn ta nói cho người biết bí mật của ba sợi tu vi bản nguyên ta không thể trả lời ầm ông ấy phất tay lên cả vườn mai lập tức chấn động một uy áp kinh khủng bùng nổ từ trên người mai hộ pháp khiến lâm nhất không kịp chuẩn bị phải lùi lại mấy bước cuồng phong nổi lên hướng tay áo ông ấy phất qua có vô số hoa mai nổ ầm ầm mảnh hoa bay loạn cùng với bụi bặm mù mịt làm mơ hồ cả tầm mắt lâm nhất đến khi tầm mắt rõ ràng trở lại mai trang không còn chấn động đã không còn thấy bóng dáng mai hộ pháp nơi này đã bị ta hạ cấm chế nếu ngươi không thể tìm ra bí mật của ba sợi tu vi bản nguyên sẽ không thể rời đi lâm nhất ngươi tự giải quyết cho tốt đi giọng nói lạnh lùng của mai hộ pháp văng vẳng bên tai lâm nhất phủi bụi trên người lẩm bẩm có vẻ như mai tiền bối đã giận mình thật rồi hắn đã quen mai hộ pháp rất lâu chưa bao giờ thấy đối phương tức giận như thế ngay cả khi hắn giết Vương Diễm trước mặt mọi người, vi phạm điều luật thiết huyết của Tông Môn, Mai Hộ Pháp cũng không nổi giận với hắn. Lần này rõ ràng khác hẳn. Cũng đúng, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoàng Thành Đế Đô, làm cho Tần Vũ mất hết thể diện. Trong lòng môn tranh tài, sao đối phương có thể bỏ qua cho hắn? Đừng nói cảnh giới huyền võ tầng 8, dù là huyền võ tầng 9, huyền võ tầng 10 cũng chưa chắc có thể là đối thủ của đối phương chương 1302 để xem mình có đoán sai không. Không kể đến Tần Vũ, ở đế quốc Đại Tần có quá nhiều người muốn lấy mạng hắn. Người có mạng, cây có bóng, giờ đây tên tuổi của hắn lừng lẫy Đại Tần, không ai không biết, không người không hay. Biết bao nhiêu người muốn dùng hắn để làm đá kê chân, có lẽ đếm mãi cũng không hết. Trong lòng môn tranh tài, nếu không gặp Tần Vũ cũng sẽ chết trong tay những người khác mai hộ pháp tức giận cũng có lý do ông ấy chỉ không muốn hắn tự đâm đầu vào cái chết thôi nhưng lâm nhất đã quyết định chuyện gì thì sẽ không có lý do từ bỏ đột nhiên hắn đưa mắt nhìn về phía rừng mai trong cơn thịnh nộ một trưởng của mai tiền bối gần như đã phá hủy một nửa rừng mai những nơi trưởng phong đi qua toàn bộ cây mai đang nở nộ đều héo đi như cây khô trông vô cùng thê thảm Rừng mai là nơi Mai hộ pháp thích nhất, thế mà trong cơn giận ông ấy lại phá hủy hơn một nửa, có thể thấy ông ấy tức giận cỡ nào. Lạ thật. Hắn đi dọc theo rừng mai đã bị phá hủy, dần dần phát hiện ra điều khác thường. Mặc dù rừng mai đã khô héo, nhưng trên những cây khô như bị lửa đốt chỉ còn một nửa này lại có mầm cây con. Sau đó rừng mai đổ gãy dần dần nảy mầm ngay trước mặt Lâm Nhất. Trong một rừng xanh um, từng đóa hoa mai lần lượt nở rộ hương hoa vẫn thanh thoát và kiêu xa. Cây khô gặp mùa xuân, cây già nở hoa. Cảnh tượng hiếm thấy trước mắt thực sự quá khó tin, nếu Lâm Nhất không nhìn thấy tận mắt thì chắc chắn sẽ không tin. Không đúng. Nét mặt Lâm Nhất thay đổi, hắn trầm tư suy nghĩ. Hắn nghĩ mình đã nắm được ít manh mối. Một trường này không phải do Mai Hộ Pháp chút ra dưới cơn giận mà là manh mối để lại cho hắn. Hàng lông mày nhíu chặt dần giãn ra, hắn nở nụ cười, ra vậy mai hộ pháp đúng là khẩu xa tâm phật thế mà lại nói cho mình biết bí mật của nó. nếu lúc này hắn không đoán ra được bí mật của ba sợi tu vi bản nguyên trong cơ thể, vậy thì chỉ có thể trách hắn ngu đần. mai hộ pháp đã ám chỉ hết sức rõ ràng, ba sợi tu vi bản nguyên do ông ấy để lại trong cơ thể hắn cũng có tác dụng tái sinh. nó có thể giúp cho những sợi huyền mạch bị hư hại được tái sinh như những cây khô chết lặng này hiệu quả tuyệt vời như thế chắc chắn có liên quan đến võ hồn của Mai Hộ Pháp. Có lẽ khả năng ông ấy khống chế võ hồn của mình đã đạt tới trình độ vượt xa tưởng tượng của người thường. Có lẽ quan điểm về võ hồn của Mai Hộ Pháp trước đó đến từ đây. Bỏ đi, trước hết cứ tìm thử xem sao. Lâm nhất khoanh chân ngồi bên cạnh linh hồ trong vắt, tinh thần quan sát bên trong cơ thể ba sợi tu vi bản nguyên mà mai hộ pháp để lại trong cơ thể tựa như ba dấu ấn phát ra ánh sáng vàng, trói lóa như mặt trời, bốc cháy hừng hực, rồi rào linh khí tinh khiết nồng đậm. Để xem mình có đoán sai không? chương 1303 đây mới là thực lực chân chính của hắn. Lâm nhất hạ quyết tâm, ra sức sót chân nguyên vào trong đó, nhưng chân nguyên của hắn so với mai hộ pháp như bùn đổ vào biển, biến mất không còn bóng dáng, hoàn toàn không thể đi sâu vào, nhưng hắn không từ bỏ sau mấy trăm lần thử một phần chân nguyên đã đi sâu vào trong dấu ấn ở đó hắn nhìn thấy một tia sáng xanh lục tỏa ra bốn phía ẩn chứa sự sống nồng đậm như lá xanh tắm mình trong gió xuân vô tận quả nhiên là vậy lâm nhất nhách môi cười chân nguyên đi sâu vào trong cũng không tồn tại bao lâu nhưng hắn đã biết đáp án không cần để ý quá mức lâm nhất nhẩm niệm tử diên kiếm quyết lập tức vận chuyển liên tục rót chân nguyên vào ba dấu ấn. Ầm. Uhm. Dưới sự thôi thúc của hắn, ba dấu ấn tỏa ánh sáng vàng xoay tròn như vũ bão. Ngay khi dấu ấn xoay tròn, đồng thời có những tia sáng năng lượng xanh lục tỏa ra từ nó. Khi những tia sáng năng lượng xanh lục này chiếu vào sợi huyền mạch bị đứt như mưa, sợi huyền mạch thứ 9 đã đứt thành nhiều mảnh kia lập tức khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Toàn thân hắn trở nên ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Cảm giác này giống như một người bị mất đôi mắt đang dần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng đối với Lâm Nhất, nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi tự cắt huyền mạch không thua gì việc mất đi đôi mắt. Huyền mạch đứt đoạn từ từ nối lại, ánh sáng xanh lục chiếu vào làm nó trở nên lấp lánh như có được sinh mạng mới. Thời gian dần trôi qua, ba ngày sau. Lâm Nhất lại mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ sắc bén. Xoạt! Khi hắn đứng lên, chân nguyên sao động, chín sợi huyền mạch đồng loạt kích hoạt. Một luồng bá khí cao ngạo xuất hiện trên người hắn. Khí thế huyền võ tầng 9 hiển hiện, hiện vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, tu vi của Lâm Nhất đã trở lại đỉnh phong, nhưng khí thế còn mạnh hơn trước. Cảm giác huyền võ tầng 9, thật tốt. Năm ngón tay siết chặt lại, chân nguyên trong chín sợi huyền mạch như tuôn trào như nước sông, cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc trong quyền mang. Lâm Nhất không nén nổi xúc động, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Ba dấu ấn màu vàng trong cơ thể vẫn ở đó, rực rỡ trói lóa. Chẳng qua khi lấy tinh hoa tái sinh ra khỏi nó, tu vi bản nguyên của Mai Hộ Pháp vẫn không biến mất. Lúc này với tu vi huyền võ tầng 9, hắn có thể luyện hóa ba sợi tu vi bản nguyên này bất cứ lúc nào. Đôi khi Lâm Nhất suy nghĩ, nếu Mai Hộ Pháp không cho hắn ba sợi tu vi bản nguyên, có lẽ khi thoát khỏi ma chướng, ông ấy có thể lập tức thăng lên thiên phách. Mất đi ba sợi tu vi bản nguyên đã làm trì hoãn thời gian Mai Hộ Pháp thăng lên thiên phách ít nhất phải 5 năm. chương 1304 cá cược Rõ ràng Mai Hộ Pháp có thể dễ dàng chữa trị sợi huyền mạch bị hư hại của hắn, nhưng ông ấy đã không làm vậy. Lẽ nào ông ấy cho rằng dù hắn luyện hóa ba sợi tu vi bản nguyên cũng chưa chắc có thể trở thành đối thủ của bát công tử ư vừa nghĩ tới đây tâm trạng lâm nhất trở nên hơi nặng nề trung quy bát công tử vẫn là những ngọn núi lớn sừng sững trước mặt hắn long môn tranh tài không thể tránh mặt những người đó nhưng ở đời nhất định phải có dũng khí tiến về phía trước núi cao còn có núi cao hơn vậy có thể cao hơn trời không con đường kiếm khách vốn phải đi ngược với trời Lòng hướng về kiếm, kể cả trời cũng phải vạch ra một lối đi cho hắn. Huống gì là những ngọn núi này, kiếm ở trong tay, chém ngay là được. Lâm Nhất bình tĩnh lại, xoay người kính cẩn thi lễ ba lần. Ngoài cách giành chiến thắng trong long môn tranh tài, không gì có thể báo đáp ân tình của Mai Hộ Pháp. Bí mật của ba sợi bản nguyên đã phá giải, chắc hẳn cấm chế của Mai Trang cũng không thể giam cầm được ta. Vì đã có ý định rời đi, Lâm Nhất không ở lại đây thêm nữa. Trên đường đi rất suôn sẻ, hắn không gặp bất cứ trở ngại nào. Có lẽ Mai Hộ Pháp vẫn luôn đứng ở đâu đó dõi theo hắn, thấy hắn đã khôi phục tu vi nên mới phá giải cấm chế. Đại ca Audio điện tử võ tấn bền Vừa ra khỏi Mai Trang đã nghe thấy một tiếng gọi, hắn ngẩng đầu nhìn qua, là Lý Vô Yêu với nụ cười tươi giói trên môi nhìn thấy lý vô yêu lâm nhất khó hiểu hỏi sao đệ lại ở đây chỗ ở của mai hộ pháp được coi là cấm địa của tông môn nếu không được cho phép thì người ngoài không thể đến gần các huynh đệ lạc già sơn lo lắng cho huynh lắm đấy hôm đó mai hộ pháp cứ sụ mặt ta sợ ông ta lại cắt thêm một sợi huyền mạch của huynh nên đã lén đi theo nhưng điền trang này là nơi quái quỷ nào vậy ta đi lòng vòng mấy ngày mà mãi không thể vào trong lý vô yêu cười vô tư trả lời chỉ là khi nhắc đến mai trăng thì có vẻ bực bội hiển nhiên đã chịu khổ cực lâm nhất bật cười mai hộ pháp bố trí cấm chế đệ vào được mới là lạ đấy ta không sao huyền mạch không bị đứt ngược lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn lâm nhất xua tan nỗi lo lắng của đối phương nhưng không nói rõ ràng thu hoạch gì ạ à? hai mắt lý vô ưu sáng rực lên hắn ta lập tức có hứng thú lát nữa ta sẽ kể sau, để nói cho ta biết gần đây có chuyện gì xảy ra không trước đã. Hi hi, còn gần một tháng nữa Long Môn tranh tài sẽ diễn ra nên có nhiều việc lắm. Ta sẽ nói về Bạch Lê Hiên trước, sau khi về tông hắn ta đã bế quan, nghe nói trước khi bế quan, vì lửa giận khó tan, hắn ta đã đánh nát liên tiếp ba con rối cơ quan. Các tông môn ở xa đã đến đế đô trước, dạo này hoàng thành náo nhiệt lắm, còn có cả những vụ cá cược. Cá cược, chương 1305 có lẽ không chỉ đơn giản là quen biết. Lâm nhất tò mò, cược gì thế? Hi hi, cược gì cũng có hết, tất nhiên nổi bật nhất vẫn là dự đoán về long môn tranh tài. Vụ cá cược hấp dẫn nhất hiện giờ là ai có thể trở thành vị công tử mới khi công tử lưu thương đã rút lui. Trong đó, Bạch Lê Hiên, Từ Tuyết Hy và Tả Vân là ba người đứng đầu, thậm chí còn có người rảnh rỗi lập bảng tân tú dành cho những nhân tài nổi bật này nghe lý vô yêu kể lại lâm nhất nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ đám người này thật sự cho rằng công tử không thể giành chiến thắng đại ca huynh đứng ngây ra đó làm gì vậy chẳng lẽ huynh không tò mò tại sao mình chưa xuất hiện trên bảng tân tú hả lý vô yêu cười bí ẩn lâm nhất suy nghĩ ba người đầu bảng tân tú là bạch lê hiên từ tuyết y và tả vân hắn không bất ngờ gì với hai người trước nhưng tả vân xếp hạng thứ ba e rằng không ổn cho lắm với thực lực hắn thể hiện trong hôn lễ sóng gió của đại hoàng tử, ít nhất phải lọt vào ba hạng đầu mới đúng. Đừng lấp lửng, mau nói đi. Được thôi, vụ cược do vạn bảo các giàn xếp, họ tạo vụ cược riêng cho huynh, hiện tại số tiền cược đã vượt xa các vụ cược khác. Lý vô ưu tạm dừng, sau đó nói tiếp, họ cược huynh khi nào sẽ xuất hiện trong long môn tranh tài. Có người khẳng định là không, huynh đã cắt một sợi huyền mạch, tu vi trì trệ, còn đắc tội đại hoàng tử nữa, nếu xuất hiện trong long môn tranh tài nhất định sẽ bị tần vũ đánh chết. Cũng có người bảo huynh dám rút kiếm trong hôn lễ của đại hoàng tử, sao có thể là hạng người ham sống sợ chết. Tóm lại là bây giờ vẫn chưa thể phân thắng bại, cực kỳ náo nhiệt. Lâm Nhất khó hiểu. Không ngờ đến cả việc hắn có tham gia long môn tranh tài hay không cũng có thể đánh cược. Nhưng trước khi hắn ra khỏi mai trang, việc tham gia long môn tranh tài quả thật chưa thể chắc chắn chỉ cần chưa chắc chắn là có thể đánh cược cộng thêm hôn lễ sóng gió của đại hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn khó mà bình lặng là nhân vật chính trong cuộc sóng gió này dù cho trốn ở kiếm các thì lâm nhất cũng khó tránh khỏi việc bị người ta bàn tán với sức nóng như thế chắc chắn sẽ có trợ giúp cho vụ cá cược này đại ca nói nhỏ cho ta biết đi huynh có tham gia long môn tranh tài không lý vô yêu cười hì hì nháy mắt với lâm nhất nhưng hắn không để ý tới huynh không nói ta cũng có thể đoán được dù sao ta cũng đã cược rồi lúc đó nhất định phải kiếm một món hời không bàn việc này nữa vừa rồi ta toàn nói những chuyện ở đế đô lăng tiêu kiếm các cũng có khá nhiều chuyện đấy chuyện gì thế thứ nhất đương nhiên là trưởng công chúa giá lâm công chúa phượng hoa đã ở lại lạc già sơn ba ngày vẫn chưa đi đâu nghe vậy Lâm Nhất chợt dừng bước. Hắn rất bất ngờ khi biết công chúa Phượng Hoa đến lăng tiêu kiếm các, còn ở lại lạc giả sơn ba ngày. Trước ngày tiệc công chúa Quỳnh Đài diễn ra, Hân Nhiên đã nói cô có quen biết với công chúa, bây giờ xem ra điều đó là thật. Có lẽ không chỉ đơn giản là quen biết. Trường 1306 nghe đâu có một tin đồn. Thứ hai là Diệp Sư Huynh đã trở lại, Huynh ấy đang đấu kiếm với người khác ở quảng trường Tiêu Vân, Sư tỷ và công chúa cũng đi xem. Diệp sư huynh, Diệp Phong xếp hạng đầu bảng thiên đúng không? Đúng, chính là huynh ấy. Diệp Phong, hạng đầu bảng thiên của Lăng Tiêu kiếm các. Hắn ta đã gia nhập tông môn được 6 năm, chưa ai có thể đẩy hắn ta xuống khỏi vị trí số 1 trên bảng thiên. Thực lực hắn ta cao thâm khó dò, 2 năm gần đây hầu như chỉ đi lịch luyện ở bên ngoài, hệt như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đa số đệ tử tông môn chỉ nghe tên chứ chưa được gặp nghe có vẻ khá bí ẩn lâm nhất cũng rất tò mò về diệp phong hắn rất muốn biết rốt cuộc đối phương đã dựa vào điều gì để luôn đứng đầu bảng thiên hắn đấu kiếm với ai ha ha người đấu kiếm với diệp sư huynh cũng có địa vị không nhỏ nghe nói là đệ tử của tông môn khác hình như là sư đệ của vị công tử nào đó nắm giữ kiếm thuật vô cùng cao siêu hắn cũng rất nổi tiếng trên bảng tân tú Ồ, vậy đi xem thử nào, vừa khéo ta cũng đang cần gặp sư tỷ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi thẳng tới quảng trường Tiêu Vân. Trên đường họ gặp khá nhiều đệ tử đi cùng hướng, tất cả đều tiến về quảng trường Tiêu Vân. Khi nhìn thấy Lâm Nhất, các đệ tử đều sáng mắt lên, sau đó kính cẩn gọi một tiếng Lâm sư huynh. Bây giờ gọi Lâm sư huynh, ai nấy đều chịu phục, cả kiếm các có rất ít người không khâm phục Lâm Nhất. Trong tiệc sinh nhật công chúa, tên tuổi Lâm Nhất đã lan xa, lần này hắn giúp kiếm đoạt lại Hân Nghiên sư tỷ trong hôn lễ của đại hoàng tử, dạng danh kiếm các. Cả tông môn đều vui mừng khôn xiết, cực kỳ kính nể hắn. Khi hai người đến quảng trường Tiêu Vân thì người đã đông như mắc cửi, có rất nhiều đệ tử ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Diệp Phong cũng là một nhân vật huyền thoại ở Lăng Tiêu kiếm các. Ngay cả Lâm Nhất còn tò mò về hắn ta thì khỏi phải bàn tới những người khác, tất nhiên hắn cũng muốn được gặp. cuống hồ lần này hắn còn mang danh cao thủ bảng Tân Tú. Trên đường đi, nghe Lý Vội Yêu giải thích, Lâm Nhất cũng đã biết lai lịch của vị cao thủ bảng Tân Tú này. Hắn ta là sư đệ của của công tử dạ, một trong tám vị công tử. Nhắc với công tử dạ, hắn ta là một người khá đặc biệt trong bát công tử. Ngoại trừ hắn ta, các công tử còn lại đều xuất thân từ tông môn siêu nhiên hoặc Tần Thiên Học phủ được hoàng thất ủng hộ, hoặc bản thân là người của hoàng thất. Chỉ có một mình hắn ta vừa không thuộc tứ đại tông môn, vừa không phải Tần Thiên Học phủ mà đến từ Vân Tiêu Kiếm Các. Ở đế quốc Đại Tần, thực lực và nội tình của Vân Tiêu Kiếm Các kém hơn nhiều so với tứ đại tông môn và Tần Thiên Học phủ. Hơn nữa nó còn nằm ở biên cương, cách rất xa quận Tần Thiên, nơi có phong thủy long mạch này. Một người ở Lăng Tiêu Kiếm Các, một người ở Vân Tiêu Kiếm Các, cả hai đại tông môn này đều dùng kiếm lập tông, tên cùng chi khác nhau một chữ. Nghe đâu có một tin đồn. Trước đây khi Lăng Tiêu Kiếm Các chưa thành lập, Vân Tiêu Kiếm Các chính là đệ nhất kiếm tông ở Đại Tần, đáng tiếc đã bị một mình tổ sư của Lăng Tiêu Kiếm Các càn quét. Chương 1307 người bên cạnh nói một cách khách sáo. Cả tông môn bị buộc phải rời quận Tần Thiên để tránh mặt Lăng Tiêu Kiếm Các họ thậm chí không ngại chuyển đến quận xa xôi nhất của đế quốc đại tần có thể tưởng tượng ra năm đó kiếm vô danh đã mang đến cho vân tiêu kiếm các nỗi sợ lớn nhường nào có lẽ hai chữ lăng tiêu cũng có nghĩa là kiếm diệt vân tiêu kể từ đó vân tiêu kiếm các đã từ tông môn siêu nhiên trở thành thế lực hạng hai ở đế quốc đại tần đến tận bây giờ mới gắng gượng leo lên vị trí thế lực hạng nhất rất nhiều người cảm thấy không phục công tử dạ họ cho rằng nếu lúc trước Hân Tuyệt xuất chiến thì sẽ không đến lượt công tử giả. Thậm chí còn có không ít người to gan thách đấu hắn ta, tiếc thay tất cả đều bị thua cuộc. Sau này mọi người mới hiểu ra rằng, dù cho Vân Tiêu kiếm các ra sao, hắn ta cũng đã phải dùng kiếm chiến đấu trong long môn tranh tài mới có được danh hiệu công tử giả. Nếu không có chút trình độ nào, danh hiệu công tử không thể giả được. Trên quảng trường Tiêu Vân ánh mắt của tất cả đệ tử đều đổ dồn vào hai người trên bục cao. Lâm Nhất và Lý Vô ưu che giấu khí tức, lặng lẽ đến gần Hân Nhiên và công chúa Phượng Hoa. Tiểu sư đệ Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hân Nhiên lập tức hiện ra nụ cười mừng rỡ, cô vội hỏi mai hộ pháp không làm khó đệ sao? Lâm Nhất gật đầu, nhìn thấy công chúa Phượng Hoa mặc trang phục thường ngày đứng bên cạnh, hắn chỉ chắp tay thi lễ. Công chúa Phượng Hoa vẫn đeo khăn che mặt như mọi khi, dù mặc bộ váy trắng giản dị cũng khó có thể che khuất khí chất phong hoa tuyệt đại. Khi hi, vừa gặp công chúa Điện Hạ đã không rời mắt nổi chứ gì. Hân nghiên cười trêu ghẹo. Lâm nhất cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào, hắn cảm thấy công chúa Phượng Hoa rất quen thuộc. Nhưng khi so với những người trong ký ức của mình, hắn lại mơ hồ, không biết là do khí chất của đối phương làm hắn lẫn lộn hay do hắn thật sự nhớ lầm. Vì thế trông hắn có vẻ hơi mất tự nhiên trước lời trêu ghẹo của sư tỷ. Hai người các ngươi ngồi đi, không cần phải câu nệ. Vẻ mặt công chúa Phượng Hoa không đổi, ra hiệu cho Lâm Nhất và Lý Vô ưu ngồi xuống. Trên đài cao, một người thấp giọng nói, Long môn tranh tài còn chưa đến một tháng nữa, Lạc Huynh, cao thủ xếp vị trí thứ năm trên bảng tân tú, có thể nể mặt đến lăng tiêu kiếm các, diệp mỗ quả thật rất vinh hạnh. Không dám, không dám, sư huynh đã từng nói, tuy diệp phong huynh không có danh xưng công tử, nhưng lại có thực lực công tử. Trên bảng tân tú không có tên của huynh thật sự là thiển cận, theo như lạc mỗ thấy, trong trận long môn tranh tài lần này, người có tư cách trở thành công tử nhất chính là diệp phong huynh. Người bên cạnh nói một cách khách sáo. Người vừa nói là Lạc Dư Hàng, sư đệ của công tử dạ. Nghe đồn thực lực rất cao, người này là do sư huynh Diệp Phong mới đến Lăng Tiêu kiếm các ta. Các trưởng lão rất có hứng thú khi biết hắn ta xuất thân từ Vân Tiêu kiếm các, nên mới để hắn ta và Diệp sư huynh luận kiếm, không ngờ lại có nhiều người chạy đến xem như vậy. Chương 1308 nghĩ thôi cũng đã thấy nhục rồi. Hân Nhiên đảo mắt, biết rõ tâm tư của Lâm Nhất, cô liền mỉm cười và nhỏ giọng giới thiệu cho hắn. Ánh mắt Lâm Nhất hướng về phía một người trên đài đó là Diệp Phong. Cao thủ đứng đầu bảng thiên, thần long kiến thủ bất kiến vĩ của lăng tiêu kiếm các. Vẻ mặt lạnh lùng, tuổi không lớn nhưng có thể nhìn thấy sự chứng chạc, hai hàng mày kiếm mang theo sự sắc bén, đó là loại sắc bén mà kiếm thế của đệ tử bình thường không thể có được, chỉ những ai quanh năm sống trong chém giết, dần già bị nhiễm phải sát khí mới hình thành được. Quanh năm hắn ta luôn ở bên ngoài, cho nên khí chất có sự khác biệt rất rõ ràng so với các đệ tử của tông môn. Ánh mắt người này vô cùng lão luyện, hẳn là có kinh nghiệm phong phú trên giang hồ. Nghe đồn, sư huynh Diệp Phong đã từng rời khỏi đế quốc Đại Tần, đi tôi luyện ở rất nhiều đế quốc lân cận. Hân nhiên lộ vẻ nghiêm túc, tiếp tục nói, người đứng bên cạnh là sư huynh Diệp Phong, lúc trước, ca ca của tỷ vẫn luôn tôn sùng hắn, huynh ấy nói vị trí đầu bảng thiên của hắn là danh xứng với thực, trên đài cao, Diệp Phong vẫn thản nhiên khi nghe Lạc sư Hàng tâm bốc mình, hắn ta chỉ mỉm cười và đáp, "Lạc huynh đệ, tông môn của ta và ngươi đều là kiếm các, các hạ lại là sư đệ của công tử dạ, hẳn là có sự hiểu biết rất sâu sắc về kiếm đạo." Ta thấy các vị sư đệ dưới đài đều đang rất chờ mong, "Nếu huynh không ngại, vậy thì chúng ta luận bàn một trận đi." Lạc sư Hàng cười đầy ẩn ý, trầm giọng nói, "Khoan hãy nói có hiểu biết sâu sắc hay không, chỉ với việc khua môi múa mép từ nãy giờ." e là khó tránh khỏi có người không phục. Muốn luận kiếm, ít nhất phải có người thua dưới kiếm của ta thì mới luận được chứ. Trên quảng trường Tiêu Vân lập tức vang lên âm thanh bàn tán xôn xao. Nghe sơ qua thì lời của Lạc sư Hàng rất có lý, nhưng ngẫm lại lại thấy rất chói tai. Chẳng lẽ tên Lạc sư Hàng này cho rằng gần ngàn người ngồi trên quảng trường Tiêu Vân đều sẽ là bại tướng dưới kiếm của hắn ta? Có hơi ngông cuồng quá mức không hề để đệ tử kiếm các vào mắt. Muốn luận kiếm, ít nhất phải có người thua dưới kiếm của ta thì mới luận được chứ. Lời của Lạc Sư Hàng vừa trói tai lại vừa ngông cuồng, khiến cho các đệ tử của kiếm các cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trung quy thì thằng oát con này cũng là sư đệ của công tử dạ, tu vi của hắn ta quả thật có hơi khó đoán. Trên quảng trường Tiêu Vân, tuy có rất nhiều lời bàn tán, nhưng không ai mù quáng bước lên. Dù sau tên này đã nói sau khi đánh bại một người thì sẽ luận về kiếm. Đến lúc đó, lỡ như địch không lại, không chỉ thua đơn giản vậy thôi đâu, còn sẽ bị đối phương bình phẩm từ đầu đến chân trước mặt mọi người. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhục rồi. Một khi bị thua, không chỉ bản thân mất mặt, mà ngay cả thể diện của Lăng Tiêu kiếm các cũng bị ném mất. Trên đài cao, Lạc sư Hàng nở một nụ cười châm chọc, đột nhiên, hắn ta đứng bật dậy, nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường, ta có thể xếp hạng thứ năm trên bảng tân tú thì đương nhiên có lý do của nó. Diệp Sư Huynh không có tên trên đó là vì ít xuất hiện. Sao nào, các người cũng cảm thấy vì bản thân ít xuất hiện nên mới không được lọt vào danh sách. chương 1309 đáng giận. Hắn ta tỏ vẻ trào phúng, tiếp tục nói, người có thực lực nhưng không có tên trên đó được gọi là ít xuất hiện, còn bằng ngược lại, không có tên trên đó thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì bản thân kẻ đó quá mức vô dụng. Ta không nhầm vào ai cả, cái ta muốn nói là, đúng, tất cả các đệ tử của lăng tiêu kiếm các đang có mặt tại đây đều không phải đối thủ của ta. Xoạt! Những lời này đã nhắc lên một trận rông tố, quả thật ngông cuồng đến mức không có giới hạn. Còn chưa hết, hắn ta lại nói tiếp, sao? Cảm thấy lạc dư hàng này nói khó nghe quá đúng không? Ta chỉ đang nói lên thực tế mà thôi. Bạch Lê Hiên xếp hàng thứ nhất trong bảng tân tú, hắn ta là đệ tử của kiếm các các ngươi, ta phục. Nhưng bây giờ hắn ta đang bế quan, không có mặt ở đây. Còn về những người khác của lăng tiêu kiếm các, thoạt nhìn có vẻ tiếng tăm lừng lẫy đấy, nào là tự cắt đứt huyền mạch, dừng lại ở huyền võ tầng 8, chú định giới hạn không cao, không thể tiến xa trong long môn tranh tài. Diệp sư huynh muốn ta luận kiếm, ta vẫn giữ câu nói đó, một người ngoài như ta, nếu không đánh bại một kẻ khác thì lời nói ra có khiến mọi người tin phục không? Nếu là ta thì ta chắc chắn không phục. Đáng giận. Hầu hết các đệ tử kiếm các có mặt tại hiện trường đều khó nén căm phẫn, tên này đúng là không coi ai ra gì, lại dám chỉ thẳng mặt bọn họ mà làm nhục. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời hắn ta nói cũng có lý, không có cách nào phản bác được. Muốn phản bác chỉ có một cách duy nhất, đó chính là lên đài, đường đường chính chính đánh bại hắn ta. Nhưng hiện tại, không nắm chắc 10 phần nên không ai dám lên đài. Bởi lẽ một khi thất bại sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Nhất nhíu mày, tên Lạc Sư Hàng này nói quá khó nghe, hiển nhiên, đám đệ tử của Vân Tiêu kiếm các đến là để gây rối đây mà. Các vị có mặt tại đây, thật sự không có ai dám đối chiến cùng ta ư? Lạc Sư Hàng mỉm cười nhìn xuống dưới đài. Có điều, trong mắt các đệ tử kiếm các, nụ cười này tràn đầy châm trọng Tiếng bàn tán phía dưới ngày càng nhỏ, bản thân Lạc Sư Hàng vốn là sư đệ của công tử dạ, e rằng trong vân tiêu kiếm các, hắn ta là người thứ hai danh xứng với thực. Tuy nói vân tiêu kiếm các không có căn cơ vững chắc bằng lăng tiêu kiếm các, nhưng suy cho cùng cũng là người đứng thứ hai hàng thật giá thật, xếp vị trí thứ năm trên bảng tân tú, vượt qua rất nhiều người của tứ tông và tần thiên học phủ thì chắc chắn hắn ta có điểm hơn người. Nếu Lạc Huynh đã muốn bàn về kiếm, Trần Mỗ bất tài, xin được thử một lần. Ngay khi Lâm Nhất sắp nhịn hết nổi, chuẩn bị đứng dậy thì bỗng nhiên có một bóng người đứng lên. Đó là Trần Huyền Quân, cao thủ đứng vị trí thứ 9 trên bảng thiên, và cũng là Trần Sư Huynh đã cùng tiến vào mật cảnh ma liên với hắn lúc trước. Trên quảng trường, lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn về phía Trần Huyền Quân khiến hắn ta cảm thấy khá áp lực. Trần Sư Huynh thăng cấp lên huyền võ tầng 10 rồi à? Cảm nhận được khí thức của Trần Huyền Quân, Lâm Nhất liền nói. Sau khi trở về từ mật cảnh Ma Liên, trong vòng nửa tháng, huynh ấy đã đột phá bình chướng ở huyền võ tầng 9. Hôm nay đã trôi qua 3 tháng, Tu Vi mỗi lúc một tăng nhanh, đã sắp lên đến cảnh giới huyền võ tầng 10 đỉnh phong rồi. Hân nhiên bèn giải thích cho Lâm Nhất. Kỳ ngộ có được từ mật cảnh Ma Liên đã mang đến cho Trần Huyền Quân thu hoạch không nhỏi. Trường 1310 ta nên ra tay. Nếu không, Chắc chắn hắn ta sẽ không đứng ra ngay lúc này. Vèo Trần huyền quân phi thân lên đài cao, đứng đối diện với lạc sư hàng, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng với âm thanh len keng, thân kiếm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo và cô tịch. Người của lăng tiêu kiếm các cũng không hẳn là lũ rùa đen rụt đầu, lạc sư hàng cũng không nhiều lời. Bước lên một bước, kiếm thế toàn thân ảo ảo tuôn ra, tu vi của hắn ta là huyền võ tầng 10 đỉnh cao. Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh hô, sắc mặt mọi người đều thay đổi, quả nhiên Lạc sư hàng có bản lĩnh để lưu lĩnh, chỉ riêng tu vi cũng đã đủ để nghiền ép phần đông đệ tử kiếm cắt rồi. Khóe miệng Trần Huyền Quân thoáng co giật, hắn ta có hơi hối hận vì bản thân đã tùy tiện lên đài, nhưng chuyện đã đến nước này thì có hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Yên tâm, ta sẽ không ỷ vào ưu thế tu vi để chèn ép ngươi, chỉ cần dùng tu vi huyền võ tầng 9 cũng đủ để đánh bại ngươi sắc mặt lạc dư hàng rất bình thản, hắn ta mỉm cười, kiếm thế khủng bố thu lại từng chút một. Trong lúc nói, hắn ta đã nhanh chóng hạ tu vi xuống huyền võ tầng 9 đỉnh phong. Mặt trần huyền quân lập tức đỏ bừng, hắn ta không kịp phản ứng và cũng không ngờ đối phương lại làm như vậy. Đây rõ ràng là làm nhục hắn ta mà. Ngông cuồng. Trong cơn thịnh nộ, Trần Huyền quân quát to một tiếng, kiếm ý vù vù, như yêu thú gào thét hắn ta đấm ra một kiếm kiếm quang sắc bén như kinh hồng lao về phía lạc dư hàng tới hay lắm lạc Sư hàng không rút kiếm ra khỏi vỏ mà bước lên trước một bước kiếm thế toàn thân hắn ta đột nhiên trở nên cô động uốn lượn như núi mạnh mẽ đè xuống kiếm còn chưa ra khỏi vỏ mà khí thế đã bổ xuống xoạt giữa không trung xuất hiện một luồng kiếm quang lấp lánh sắc bén và lạnh giá Rõ ràng là một kiếm chém ra sau nhưng lại nhanh như tia chớp, bắn thẳng đến nguy tâm Trần Huyền Quân. Kiếm thế hung hãn khiến người ta cảm thấy rùng mình. Kiếm này đại xảo bất công, lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Kiếm thuật của tên này có chút xảo trá, lâm nhất như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Chẳng mấy chốc, hai người trên đài đã đánh vài chiêu. Kiếm chiêu của Trần Huyền Quân vô cùng hung hãn, như ánh sao xẹt qua, sắc bén không gì sánh nổi thế công khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng kiếm của Lạc Dư Hàng vẫn chưa ra khỏi vỏ, và mỗi một lần như vậy, hắn ta đều ra chiêu sau, nhưng vẫn có thể ép buộc Trần Huyền Quân phá chiêu. Sau hơn 10 lần như thế, khí thế của Trần Huyền Quân rõ ràng đã bị suy yếu. Không ổn. Lâm Nhất thầm nghĩ. Ta nên ra tay. Trên đài cao, Lạc Dư Hàng nở một nụ cười âm u, đột nhiên, hắn ta giơ tay phải lên nắm chặt chuôi kiếm. Ầm. Um, chương 1311 ta chịu thua. Tu vi của hắn ta vẫn không biến đổi, vẫn là huyền võ tầng 9 đỉnh phong, nhưng ngay khi năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm thế trên người hắn ta điên cuồng tăng vọt, tưởng như biến thành hai người. Ngay tích tắc Lạc sư hàng nắm lấy chuôi kiếm, vạt áo cùng tóc hắn ta đồng thời tung bay. Quang. Khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ảo ào, ào tuôn ra hệt như ánh mặt trời trói mắt, khiến mọi người không cách nào mở mắt được. Hầu hết các đệ tử có mặt tại đây đều bị ánh kiếm làm trói mắt, buộc phải nheo mắt lại. Không đợi Trần Huyền Quân kịp nhìn kỹ thì thình lình, hào quang trên đài cao tắt ngúm, phút chốc, ngay cả bóng dáng của lạc dư hàng của biến mất khỏi tầm mắt hắn ta. Đã có chuyện gì? Sắc mặt Trần Huyền Quân lập tức thay đổi, rồi đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên, trên đài cao mở tối bỗng sáng chói như ban ngày. Hắn ta gấp rút mở to mắt tìm kiếm bóng dáng Lạc Dư Hàng, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến hắn ta có cảm giác đau nhức vô cùng. Xoạt! Không có thời gian do dự, thân hình Trần Huyền Quân đột một lui về sau theo bản năng, tránh đi một luồng kiếm quang trí mạng. Thịt thịt thịt! Trong khoảnh khắc giao thoa giữa tối và sáng, Trần Huyền Quân liên tục trốn tránh, trông vô cùng thê thảm. Keng! sau mấy chiêu một tiếng nổ vang lên kiếm trong tay trần huyền quân bị đánh bay ra ngoài cùng với đó còn có mấy sợi tóc ở chán hắn ta cũng bị cắt đứt so với trường kiếm lảo đảo rơi xuống đất thì những sợi tóc đang là đà bay xuống kia càng thêm bắt mắt nếu lạc dư hàng muốn giết hắn ta thì thứ bay xuống giữa không trung kia có lẽ không phải là tóc nữa rồi ta chịu thua trần huyền quân nói với giọng tràn đầy không cam lòng hắn ta cảm giác mặt mình nóng rát vô cùng nhục nhã, bị người ta đánh văng trường kiếm không nói, ngay cả tóc cũng bị cắt đứt, đúng là bại đến nát bét. Trên quảng trường tiêu vân, khi thấy cảnh này, sắc mặt một vài trưởng lão sầm xuống, trông hết sức khó coi. Tài nghệ không bằng người thì cứ gì cậy mạnh, đúng là mất mặt, còn không mau xuống. Diệp Phong ngồi trên đài cao tỏ vẻ lạnh lùng, dùng thân phận trưởng bối quát to. Những lời của Diệp Phong như chát vào tim. Khiến Trần Huyền Quân cảm thấy xấu hổ và đau buồn không thôi, hắn ta có thể thấy được sắc mặt vài vị trưởng lão tràn đầy chỉ trích. Trách hắn ta cậy mạnh, làm mất thể diện kiếm các. Những đệ tử bên dưới cũng vì lời của Diệp Phong mà cho rằng Trần Huyền Quân thật sự cậy mạnh. Đệ tử học nghệ không tinh, đã khiến kiếm các mất mặt. Trần Huyền Quân cắn răng, chắp tay nói, "Lúc này đây, hắn ta không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một khắc nào nữa." luận kiếm còn chưa chấm dứt, ta còn chưa nói người bại ở đâu mà. Đợi ta nói xong rồi hãy xuống. Lạc sư hàng bình tĩnh thu kiếm trở vào vỏ, thờ ơ nói. Ánh mắt Trần Huyền quân lóe lên tia tức giận, đối phương nói vậy tương đương với việc không có ý định bỏ qua cho hắn ta. Đánh bại thì thôi đi, còn muốn dẫm lên hắn ta, tiếp tục làm nhục thêm lần nữa. Sớm biết như thế, Trần Huyền quân lộ vẻ uất ức, cắn răng nói, Xin lắng tai nghe, mong Lạc huynh dạy bảo. Không dám nói dạy bảo, kiếm pháp của ngươi có phẩm cấp không thấp, tài nghệ cùng sâu, chỉ đáng tiếc là theo khuôn sáo cũ, bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến đổi. Đối với kiếm pháp, người chưa từng có ý định muốn cải biến phong cách thường ngày, cho nên dù ta chỉ dùng tu vi huyền võ tầng 9, nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Bởi vì, kiếm của ta liên tục thay đổi. Chương 1312 lời này của các hạ có hơi quá đáng rồi. Lạc sư hàng thoáng dừng lại vài giây rồi nói tiếp, với thư kiếm thuật tầm thường của ngươi thì có đến long môn tranh tài cũng chỉ thua thảm hơn thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, nếu không, e là thể diện của lăng tiêu kiếm các sẽ thật sự bị mất sạch. Hắn ta xoay người ngồi xuống, cầm chung trà lên, thong thả nói, đi xuống đi, ta không nhắm vào một mình ngươi. Ta đang nói tất cả đệ tử lăng tiêu kiếm các bên dưới đấy, các người cũng chỉ đến thế. Nếu không biết đổi mới, mà cứ luôn luôn bảo thủ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị người ta đánh thành phế vật. Đương nhiên, bây giờ cũng không khá hơn là bao so với phế vật. Hiện tại, Lăng Tiêu kiếm các còn có vài người chống đỡ, nhưng nếu cứ như vậy, e là sớm muộn gì các ngươi cũng phải chắp tay nhường lại danh xưng kiếm tông đệ nhất đại tần. Dưới đài lập tức bùng nổ. Tuy lúc trước Lạc sư Hàng vẫn luôn nói kiểu trong bông có kim, nhưng chỉ hơi khó nghe chút mà thôi giờ thì hắn ta chẳng thèm che giấu nữa, cứ thế nói toạc ra tất cả đệ tử dưới đài đều là phế vật. Lời này của các hạ có hơi quá đáng rồi. Trần Huyền Quân bị dậy dỗ một trận, mặt đỏ đến mang tai, tuy cảm thấy lời của đối phương có chút vấn đề, nhưng do bản thân là bại tướng dưới tay người ta nên cũng khó mà phản bác được. Lạc Sư Hàng đặt chung trà xuống, cười nhạo, đã luận kiếm thì đương nhiên phải nói thẳng nói thật. Kiếm khách chúng ta dùng kiếm luận đạo, phải thẳng thắn như kiếm, không được kiêng nể e dè. Sao có thể nói là quá đáng được, nếu ai cảm thấy quá đáng thì cứ lên đài chiến một trận là được. Chúng đệ tử dưới đài đùng đùng nổi giật, sắc mặt cả bọn trông vô cùng uất ức, nhưng không ai dám lên tiếng, bầu không khí dần trở nên yên lặng. Lên đài luận kiếm ư? Kết cục của Trần Huyền Quân bày ra đó, bất kể là ai muốn lên đài thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Bên cạnh Hân Nghiên Lâm Nhất thầm thở dài, lòng môn tranh tài sắp đến, quả nhiên là quần ma loạn vũ, thứ yêu ma quỷ quái gì cũng hiện thân. Một khắc sau, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, rồi bỗng nhiên, hắn đứng bật dậy, Lâm Mỗ bất tài, muốn được lĩnh giáo các hạ một phen. Lâm Mỗ bất tài, muốn được lĩnh giáo các hạ một phen. Sóng Lâm Nhất không lớn, nhưng trên quảng trường Tiêu Vân yên tĩnh thì những lời này của hắn lại rất vang dội. Gần như ngay lập tức, Cả ngàn ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn về phía hắn. Sư huynh Lâm nhất. Thật sự là sư huynh Lâm nhất, không phải huynh ấy bị Mai hộ pháp nhốt rồi sao? Giờ xem ra đã được thả rồi, Mai hộ pháp cũng không trách phạt gì hắn. Tuy nhiên, Lâm sư huynh có đối phó được người này không? Ta có cảm giác tên Lạc sư hàng này mạnh không hợp với thói thường, sư huynh Trần Huyền Quân gần như không có khả năng phản kháng. Cũng khó nói. Tuy tên lạc sư hàng này rất ngông cuồng, nhưng thực lực về kiếm đạo của hắn ta quả thật có điểm hơn người. Tốt xấu gì thì cũng là người đứng thứ hai ở tiêu vân kiếm các mà. Bầu không khí trên quảng trường lập tức sôi trào. Thế nhưng không bao lâu sau, hầu hết các đệ tử kiếm các đều tỏ vẻ lo lắng cho lâm nhất. Nếu như nói lạc sư hàng chưa từng ra tay thì mọi người còn nghi vấn về thực lực của hắn ta, nhưng thấy hắn ta có thể dễ dàng đánh bại trần huyền quân như vậy, không ai còn dám xem nhẹ người này. Có lẽ bảng Tân Tú không đáng coi trọng, nhưng danh xưng sư đệ của công tử dạ, một trong tám công tử, lại là hàng thật giá thật, không giả chút nào. Lâm Nhất, chương 1313 ý khiêu khích đã bộc lộ rất rõ ràng. Trên đài, tim Diệp Phong và Lạc Sư Hàng thoáng dừng lại một nhịp, cả hai cau chặt mày, đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất đang đứng giữa đám đông bằng ánh mắt sắc bén. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng của người thiếu niên này quá vang dội. Bọn họ đã sớm nghe qua. Đây chính là Lâm Nhất ư? Diệp Phong thầm cân nhắc, từ sau khi hắn ta quay về tông, có hai cái tên liên tục được nhắc đến trước mặt hắn ta. Một là Bạch Lê Hiên, còn lại là Lâm Nhất. Sau khi nghe xong sự tích về hai người này, Diệp Phong đã hiểu vì sao người của Kiếm Các lại quên mất mình. Quả thật hai nhân tài mới nổi này quá mức chói mắt. Bạch Lê Hiên thì khỏi phải nói, trước khi hắn ta rời khỏi tông môn, tuy người này còn chưa đạt được thánh thể, nhưng đã triển lộ thiên phú hơn người. Duy chỉ có lâm nhất, Diệp Phong chưa từng nghe tên hắn, cũng có nghĩa là hắn chỉ mới nổi lên trong vòng một năm nay mà thôi. Thịch thịch, mũi chân khẽ chạm đất, lâm nhất hạ xuống đài, đứng bên cạnh Trần Huyền Quân. Tiểu sư đệ phải cẩn thận, kiếm thuật của người này rất kỳ lạ. Trước khi xuống đài, Trần Huyền Quân không khỏi nhắc nhở Lâm Nhất ngươi chính là Lâm Nhất. Lạc Sư Hàng tỏ vẻ hứng thú đánh giá thiếu niên trước mặt, hắn ta khẽ cười nói, sắc mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bất tài, đúng là tại hạ. Người khác với những người khác, nếu không tự cắt đứt huyền mạch thì e là thành tựu khó có thể đo lường được. Đáng tiếc, tự cắt huyền mạch, tu vị cố định, người xem như đã định sẵn giới hạn cao nhất rồi. Ta nghe nói vạn bảo các đang dùng ngươi để đánh cược, ta khuyên người tốt nhất không nên tham gia long môn tranh tài, nếu không, sợ là không đợi đến phiên đại hoàng tử tần vũ ra tay, những người khác đã đánh chết ngươi rồi. Lạc sư hàng vẫn giữ thái độ như trước, ra dáng chỉ bảo, khiến người ngươi cảm thấy rất chói tai. Lâm nhất cũng lười phải khách sáo với người này, thản nhiên nói ta có tham gia long môn tranh tài hay không cũng không đến lượt một đệ tử ngoài tông như ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết rõ, hiện tại ta đến là để luận kiếm cùng ngươi, Cảm thấy ta nói chuyện khó nghe à?" Lạc Dư Hàng cười khẩy một tiếng, nói "Cũng tốt, trước Long môn tranh tài, ta sẽ dạy ngươi biết phải làm người thế nào, miễn cho ngươi bị người ta đánh chết. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta sẽ dùng tu vi Huyền Võ tầng 8 để luận kiếm cùng ngươi, tránh việc thắng lại mang tiếng không ỉ thế hiếp người." Ánh mắt của hắn ta lóe lên tia châm chọc, so với khi đối chiến cùng Trần Huyền Quân thì càng thêm ngông cuồng. Ý khiêu khích đã bộc lộ rất rõ ràng. Bên dưới, hân nghiên khẽ nhíu mày. Lúc trước, trong trận phòng ba kia, lâm nhất gần như đã lộ ra toàn bộ át chủ bài, mà rõ ràng là tên lạc sư hàng này có chuẩn bị mà đến, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, e là hắn ta sẽ phải chịu thiệt. Trong lúc nói chuyện, lạc sư hàng đã hạ tu vi xuống huyền võ tầng 8 đỉnh phong đúng như lời hắn ta đã nói. Như vậy, nếu lâm nhất bại thì có nghĩa là danh tiếng sẽ mất sạch. Rất nhiều đệ tử kiếm các đều nhìn về phía lâm nhất, bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng thái độ của Lâm Nhất vẫn bình thản, không chút sợ hãi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. L. chương 1314 Long Hổ Quyền Trên quảng trường Tiêu Vân bỗng dì dầm thốt lên những âm thanh ngạc nhiên, hắn ta đã thay đổi cục diện nguy hiểm thành cục diện nghiêng về phía mình chỉ trong chớp mắt, sau đó lại nắm quyền chủ động. Chỉ dựa vào chiêu này thôi đã đủ để chứng minh, Trần Huyền Quân sư huynh thất bại không hề oan thất huyền bộ, người đi lưu ảnh. Nhưng Lâm Nhất Há để cho hắn ta đắc ý, bóng người lóe lên liền tránh xa mấy bước. huynh uinh uinh. Kiếm của Lạc Dư Hàng như hình với bóng, hàn mang trên kiếm quang lập lẻ giống như một con rắn độc không ngừng đâm tới. Từng đạo tàn ảnh vừa mới ngưng tụ ngay lập tức đã bị chém nát, không ngừng đè ép không gian của Lâm Nhất, muốn nhốt hắn lại trong kiếm thế của mình. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh thất huyền bộ của Lâm Nhất đã đạt đến đỉnh phong từ lâu, trong khi kim ô ấn phía sau lưng dần bung ra, thân hình liên tục biến hóa. Uinh ầm ầm. Trong khi thân hình biến hóa, thỉnh thoảng lại bắn ra quyền mang khủng khiếp nện lên kiếm mang của đối phương. Chẳng qua chỉ mới chớp mắt mà hai người đã giao đấu với nhau 10 chiêu, cực kỳ hiểm hóc. Tất cả mọi người bên dưới đài chỉ cảm thấy mắt mình hoa cả lên, nhìn bọn họ đánh nhau mà kinh hồn khiếp vía chỉ thấy tốc độ giao đấu của hai người này càng lúc càng nhanh, chân nguyên sao động, kiếm quang tung hoành. Mặc kệ kiếm quang của lạc dư hàng hoa Mỹ ra sao, lâm nhất vẫn như một tòa giếng cổ tĩnh lặng không hề gợn sóng, phòng ngự chặt chẽ, nhưng một khi xuất quyền thì lại như thanh kiếm sắc bén được tuốt khỏi vỏ, trong khí thế như rồng như hổ, phong mang mạnh mẽ và cực kỳ bá đạo. Ánh sáng đại nhật Trên đài cao bỗng nhiên vang lên tiếng quát lớn, chính là lạc sư hàng đã mất hết cả kiên nhẫn, tế ra sát chiêu. Quang mang trên kiếm của hắn ta đột nhiên phóng to, bùng lên khí thế ngập trời, giống như vầng mặt trời ban chưa treo giữa không chung, kiếm huy huy hoàng như muốn hủy diệt vạn vật, huy lực khủng khiếp như có thể thiêu dụi mọi thứ. Quỳnh Kiếm huy mạnh mẽ khiến Lâm Nhất bị chấn động phải lui về sau mấy bước, tất cả mọi người trông thấy cảnh này mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Ai cũng không ngờ được, cực quang kiếm pháp của Lạc Dư Hàng lại khủng khiếp đến vậy dùng tu vi huyền võ tầng thứ 8 để thi triển mà kiếm uy đã có thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy, uy lực của một kiếm này rõ ràng đã đạt đến tiêu chí đại thành từ lâu. Giết! Trong hai mắt của Lạc Dư Hàng bắn ra sát ý lạnh băng, kiếm mang rực rỡ như vầng mặt trời ban trưa đang bung ra ảo ạt. Long hổ quyền Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, thanh uy của lâm nhất tăng vọt, dùng phương thức bá đạo tương tự để thực hiện chiêu thức đối kháng trực diện. Uinh ầm ầm, quyền mang và kiếm mang va chạm vào nhau, dùng chuyển hết 9 lần, do Lâm Nhất không xuất kiếm nên hơi yếu thế hơn một chút, sau 9 lần va chạm thì đã bị đẩy lùi đến bên rìa đài cao. Chỉ còn nửa bước nữa là sẽ bị rơi xuống bên dưới. Kiếm mang của đối phương mặc dù hơi tối màu đi một chút nhưng phong mang vẫn như cũ, kiếm huy cũng không hề giảm đi. Khóe miệng lạc sư hàng khẽ cong lên, lạnh lùng cười nói, thiên tài của lăng tiêu kiếm cắt xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi, nhận thua đi. Trường 1315 lui rồi sao? Xong rồi, Lâm Sư Huynh sắp thua rồi. Cảnh tượng nguy hiểm như vậy khiến mọi người không kiềm được bật thốt lên. Nhưng ai cũng không ngờ được, Lâm Nhất tưởng chừng sắp sửa bị đánh rất xuống đài kia không những không lùi mà ngược lại còn ra đòn phản công thêm một lần nữa. Tam ấn hợp nhất. Đối diện với kiếm mang dồn dập thần sắc của Lâm Nhất chưa từng thay đổi, kim càng ấn, phá không ấn, phục ma ấn trồng chéo lên nhau, trong thoáng chốc, khắp người hắn bung ra thánh uy khủng khiếp, ngay lập tức áp đảo đối phương. Kiếm quang rõ ràng rực rỡ như ánh mặt trời, dưới ảnh hưởng của tam ấn hợp nhất đã bị áp chế tuyệt đối. Lập tức trở thành loại ánh sáng như của đom đóm, không còn khả năng để so sánh được với ánh sáng của mặt trời nữa. Sau khi nắm được tiên thiên kiếm ý, Lâm Nhất rất ít khi dùng đến Long Hổ Quyền, nhưng cũng không có nghĩa là uy lực của Long Hổ Quyền không ra gì nữa. Long Hổ Quyền uy danh vang khắp đại tần, được xưng tụng là quyền pháp vô địch, đã đạt đến đại thành trong tay Lâm Nhất từ lâu rồi. Hơn nữa với kiếm ý của bản thân đã gần như bổ sung hoàn hảo cho nó, hiện giờ bộ quyền pháp này đã gần đạt đến đỉnh phong viên mãn, Long Hổ Quyền này đã vượt xa so với Long Hổ Quyền của đệ tử Huyền Thiên Tông. Đối phó với bộ kiếm pháp bá đạo này, thì nên dùng loại võ kỹ càng ngông cuồng càng bá đạo hơn để đập nát nó. Giác Dưới sức mạnh va chạm của quyền mang tam ấn hợp nhất, kiếm mang của Lạc Dư Hàng đã bị nện cho tanh bành, kiếm thế minh mông ngay lập tức nát vụn. Không Đợi khi tầm mắt của Lâm Nhất Xuyên qua kiếm mang nát vụn, rơi lên người Lạc Dư Hàng đang vội vàng lui về phía sau kia. Lui rồi sao? Lâm Nhất không hề khách khí mà nhào về phía trước nện ra một quyền lên cổ tay hắn ta. Loảng xoảng Trường kiếm rơi xuống và chạm với mặt đất, Lâm Nhất quét mắt qua, đáy mắt lóe lên phong mang, lạnh giọng nói, ngươi thua rồi. Không chỉ thua, mà còn thua cực kỳ thê thảm, từ đầu đến cuối Lâm Nhất chưa từng rút kiếm. Không thể nào. Đáy mắt hắn ta lóe lên vẻ không cam tâm, khí tức trên người lạc dư hàng bỗng nhiên bùng phát, chỉ chớp mắt đã vọt thẳng lên cảnh giới huyền võ tầng thứ 9. Hắn đẩy tu vi khôi phục về cảnh giới đỉnh phong, trực tiếp đàn áp lâm nhất. Không biết điều, đáy mắt lâm nhất lóe lên hàn mang, không đợi tu vi của đối phương khôi phục đến cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 thì khí tức trên cơ thể hắn đã bùng lên. Đóa tử diên hoa 71 cánh nơi đan điền nở rộ, chân nguyên khắp người chuyển động ào ạt trong chín sợi huyền mạch, lấy tu và định phong nện ra một quyền. Phụt, cảnh giới của Lạc Sư Hàng bị mắc lại ở tầng thứ 9, còn chưa kịp kích hoạt hết 10 sợ huyền mạch thì đã bị nện cho ói máu ngay tại chỗ. chương 1316 huyền võ tầng thứ 9 Không phải đã nói là chỉ dùng tu vi huyền võ tầng thứ 8 thôi sao? Thiên tài của Vân Tiêu Kiếm Các, người đây là đang tự vả mặt mình đấy à? Đáy mắt thoáng qua vẻ diễu cợt, thanh uy của cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 bao trùm khắp toàn thân, lâm nhất áo sam xanh như thác, tóc dài tung bay, lạnh lùng nhìn đối phương. Tiểu sư đệ, khôi phục tu vi rồi. Nhóm người hân nhiên bên dưới đài nhìn thấy cảnh này thì trong mắt ai nấy đều lấp lánh. Rất nhiều đệ tử kiếm cắt sau cơn ngạc nhiên qua đi cũng đều cảm thấy mừng như điên. Lâm nhất tự cắt huyền mạch, tu vi tạm ngưng không thể tăng tiến, có sức mạnh được người người xưng tụng là con át chủ bài đã bộc lộ hết tại đây, người luôn đứng ở đỉnh cao kia vậy mà đã khôi phục được tu vi đỉnh phong bằng một cách nào đó mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Lạc sư hàng nằm trên đất nghe thấy lời này chỉ cảm giác cực kỳ chói tai, sắc mặt đỏ lựng. Huyền võ tầng thứ 9 Hắn ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên như cười như không ở phía trước mặt, trong lòng ấm ức vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, thực không ngờ, lăng tiêu kiếm các lại có loại đệ tử bị ổi đê tiện như ngươi, rõ ràng đã đột phá cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 còn cố ý giấu giếm lừa gạt ta. Cố ý lừa gạt, ta chưa từng nói về tu vi của mình bao giờ, là tự ngươi thấy ta lên đài, rồi cất lời cuồng ngôn nói chỉ dùng tu vi huyền võ tầng thứ 8 đã đủ đánh bại được ta. Lâm nhất cười lạnh nói, thế nào? Nhanh thế mà đã không nhớ lời mình đã nói rồi à, da mặt của ngươi cũng dày thật đó. Ha ha, ta có nhớ hay không thì liên quan gì ngươi, Tên vô dụng này, nếu như ngay từ đầu ta dùng tu vi đỉnh phong thì ngươi có chắc sẽ đánh bại được ta? Ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót mua vui mà thôi." Lạc sư Hàng lau khô vết máu nơi khóe miệng, gương mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng hư một tiếng, "Ta thèm vào nói chuyện với ngươi." Lời vừa dứt, hắn ta phẩy tay định thu lại bội kiếm vào trong tay. Len ken. Nhưng thanh trường kiếm bốn thước chỉ mới nhúc nhích một chút, còn chưa kịp bật lên thì đã bị một bàn chân dẫm bẹp xuống. Kiếm là tôn nghiêm của kiếm khách, là thể diện của kiếm khách. Dẫm lên bội kiếm thì cũng không khác gì vả và vào mặt người ta một cái. Mặt lạc sư hàng băng lạnh, ngẩng đầu nói, người muốn làm gì? Muốn đi cũng được, để thanh kiếm này lại coi như một bài học. Vẻ mặt lâm nhất không đổi, hờ hững nói, làm càn, kiếm của ta chính là huyền binh huyền cấp, há để ngươi nói thu liền thu. Hơn nữa, kiếm của lạc sư hàng ta ngươi giữ được không? Thu. Trong tiếng quát giận dữ, chân nguyên sao động lạc sư hàng mở lòng bàn tay ra lại dùng sức thu về một lần nữa. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, kiếm uy trên người lạc sư hàng bùng phát, những người bên dưới đứng gần đài cao đều bị đánh văng ra ngoài. Thu được không? Nhưng chân của lâm nhất vừa nhấn một cái, bảo kiếm vừa rồi còn dãy ruộng muốn thoát ra liền ngoan ngoãn nằm im. Phụt chương 1317 hay lắm. Lạc sư hàng vốn dĩ đã bị một quyền của Lâm Nhất đánh cho ngũ tạng bị tổn thương, bây giờ lại nôn ra một ngụm máu tươi, trong đầu ong lên một tiếng như phát nổ. Cút đi, đừng có ở đây đánh mất thể diện của mình nữa. Lâm Nhất hờ hững nói, mắt cũng lười chẳng thèm nhìn đối phương. Dựa vào kiếm ý bán bộ tiên thiên của hắn, mà muốn thu lại huyền binh bị hắn dẫm dưới chân thì chẳng khác gì người si nói mộng. Lâm nhất, người đừng quá đáng. Lạc sư hàng cực kỳ phẫn nộ, kiếm này là do sư trưởng tặng cho hắn ta, vô cùng quý giá, sánh ngang với sinh mệnh của hắn ta. Nay lại bị người ta dẫm dưới chân, rõ là một sự sỉ nhục cực lớn. Đầu mày lâm nhất khẽ nhướng, đáy mắt thoáng qua cơn giật, lạnh giọng quát, lạc sư hàng, người còn không biết xấu hổ mà nói vậy à. Lúc trước khi ngươi sỉ nhục sư huynh trần huyền quân của ta sao ngươi không cảm thấy mình quá đáng trước đó nói sằng nói bậy, mở miệng ra là nói đệ tử kiếm các con mặt ở đây đều là những kẻ vô dụng, người sao lại không thấy mình quá đáng. Lăng tiêu kiếm các ta có mấy nghìn năm nền tảng, cũng không đến lượt người ngoài như ngươi nói ra nói vào, ngươi là cái thá gì. Hay lắm. Đệ tử kiếm các bên dưới đều bắt đầu phẫn nộ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Lúc nãy, lạc sư hàng ngông cuồng kiêu ngạo, xỉ nhục kiếm các, coi thường mọi người, khiến tất cả mọi người đều tức gần chết. Trước mắt nhìn thấy Lâm Nhất dạy cho đối phương một bài học thế này thì trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy sung sướng đến khó mà diễn tả được bằng lời. Trên đài cao, Lâm Nhất dùng mũi chân hất thanh bảo kiếm lên nắm trên tay, chân nguyên khắp người tràn ra, khí lực sao động. Giác! Bội kiếm của Lạc sư Hàng ngay lập tức gãy nát trong tay Lâm Nhất. Ta cho ngươi đi người không đi, đừng trách ta không giữ lại thể diện cho ngươi. Lâm Nhất lạnh mặt, trầm giọng nói: "Lâm Nhất, ta thề không đạt mục đích sẽ không tha cho ngươi." Cả cơ thể Lạc Sư Hàng run lên, cơn ấm ức trong lòng khó mà diễn đạt nên lời. Hắn ta tự hỏi, nếu như ngay từ đầu dùng đến tu vi đỉnh phong thì đánh bại đối phương chẳng qua dễ như trở bàn tay thôi. Nếu như không vì muốn giẫm nát đối phương mà dùng tu vi huyền võ tầng thứ 8 thì cũng không đến mức phải thảm bại thế này. Long môn tranh tài, Người tốt nhất đừng làm con rùa rụt đầu mà bỏ trốn không tham gia, nỗi nhục hôm nay, ta ắt sẽ bắt người trả lại gấp trăm lần. Lạc sư hàng lạnh lùng nhìn lâm nhất, hắn ta đã mất hết sĩ diện để ở lại đây thêm nữa, xoay người liền bỏ đi. Lạc huynh, diệp phong hạng nhất bảng thiên của kiếm các khẻ đổi sắc mặt, gọi vài tiếng. Nhưng lạc dư hàng vẫn không hề quay đầu lại, mà bỏ đi thẳng. Lâm sự đệ lạc dư hàng này dù gì cũng là khách mà ta dẫn đến tông môn, người lại không giữ chút thể diện nào cho hắn ta vậy. Trường 1318 có lẽ là muốn lập uy. Diệp Phong xoay người lại, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng trong đáy mắt lại lạnh băng và sắc bén, nhìn có vẻ vô cùng khó chịu. ỉ vào tu vi của mình đã hồi phục liền cảm thấy mình có thể coi thường tất cả mọi người, muốn làm gì thì làm sao. Tông môn là nơi có quy tắc riêng, người đã phải chịu thiệt thòi một lần rồi còn muốn tái phạm sao không đợi Lâm Nhất đáp lời, Diệp Phong đã tiếp tục của trách. Sư Huynh nói phải. Trong lòng Lâm Nhất khó hiểu, đối phương vì sao lại chĩa mũi dùi về phía hắn, nhưng xét về lai lịch của đối phương nên hắn mới nín nhịn không phản pháo lại. Hay lắm, Lạc Sư Hàng hẳn là vẫn chưa xuống núi, người đuổi theo xin lỗi hắn ta đi. Lăng tiêu kiếm các ta là đệ nhất kiếm tông, cho dù có thua đối phương thì cũng phải có phong độ của mình. Diệp Phong hờ hững gật đầu, tùy tiện sai bảo. Trong giọng điệu và lời nói giống như đang chỉ đạo một vãn bối có lỗi. Xin lỗi. Lâm nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười nói, vậy sao sư huynh không tự đi xin lỗi, người là do ngươi tìm đến đây, không phải do lâm nhất ta mời đến. Người có ý gì, ta thân là sư huynh, khuyên người mấy câu cũng không được. Vẻ mặt Diệp Phong đột ngột thay đổi, khí thế khắp toàn thân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo mà âm u khuyên và giáo huấn, ta vẫn có thể phân biệt được, không cần sư huynh đến dạy ta." Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chịu nhường bộ cũng không hề sợ hãi, tiếp tục nói, "Lúc Trần sư huynh bị người này sỉ nhục, sao ngươi không đứng ra khuyên vài câu, đợi khi ta dạy dỗ xong tên khốn kia rồi ngươi lại nhảy ra đây khuyên ta chứ? Còn xin lỗi, đã bị người ta tát vào mặt rồi còn chạy theo để người ta tát thêm cho cái nữa sao? Xin lỗi." Việc này Lâm Nhất ta không làm được. Chớp mắt, bầu không khí giữa Lâm Nhất và Diệp Phong trên đài cao bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người bên dưới đài hầu như chẳng hiểu gì cả, chuyện này là sao vậy? Lâm Nhất rõ ràng không làm gì sai, Diệp Phong sư huynh lại bảo Lâm Nhất đi xin lỗi cái gì? Diệp Phong này rốt cuộc là định làm cái trò gì? Trên dung nhan xinh đẹp lạnh lùng của Hân Nghiên thoáng vẻ bất mãn, lạnh lùng nói: có lẽ là muốn lập uy. Gương mặt của công chúa Phượng Hoa Tre bên dưới lớp mạng nên nhìn không ra biểu cảm chỉ hờ hững nói. Công chúa Điện Hạ, ngươi là nói Diệp Phong này muốn lập uy với ca của ta sao? Lý Vô ưu lập tức cảm thấy bực bội. Không thì sao, hắn ta rời tông bao nhiêu năm nay, hành tung bí mật, giờ quay về đang muốn bộc lộ năng lực, nhưng bây giờ người trong kiếm các đã quên mất hắn ta từ lâu, dù gì cũng phải làm cái gì đó để tuyên bố sự tồn tại của bản thân chứ, thậm chí trên bảng danh sách nhân vật ưu tú mới còn chẳng có cả tên của hắn ta, nói hắn ta không để tâm thì ta còn lâu mới tin. chương 1319 bán bộ tử phủ Công chúa Phượng Hoa rủ gì nói, đáy mắt thoáng vẻ khinh thường. Trên thực tế, những gì nàng ta nói đều không sai, trước khi Diệp Phong rời tông thì hắn ta đã là hạng nhất bảng thiên. Nay tu luyện có thành tựu, quay trở về tông là muốn áo gấm về làng, vẻ vang trước mặt mọi người. Nhưng lại không ngờ tới, danh tiếng của mình đã bị Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên che lấp từ lâu. Trên bảng xếp hạng nhân vật ưu tú mới nổi của đế đô thậm chí còn chẳng có cả tên của hắn ta. Muốn lập uy thì chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất, nhưng hai người này một thì bế quan không chịu ra ngoài, một thì bị cấm túc. Chỉ đành phải tìm cách khác. Hôm nay Lạc sư hàng này thực sự chính là do hắn ta cố tình mời đến. Hắn ta hiểu rất rõ tính cách của đối phương, đoán được đối phương đến luận kiếm sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như Lâm Nhất không xuất hiện thì hắn ta sẽ tự mình ra tay để diễn tròn vai diễn này. Nhưng không ngờ được, Lâm Nhất lại đột nhiên xuất hiện. Không chỉ đã khôi phục lại tu vi, còn thành công đuổi cổ Lạc sư hàng đi, khiến vở kịch mà hắn ta vất vả bày ra này đổ bể hết. Hắn ta làm sao mà không nổi điên cho được. Hiện giờ, cục tức này không đổ hết lên người Lâm Nhất thì còn đổ vào ai được nữa? Lâm Nhất trên đài cao không hiểu được khúc mắc trong câu chuyện này, hắn chỉ cảm thấy đối phương quá là vô lý, bảo hắn đi xin lỗi, còn lâu hắn mới làm được. Lại nói, Diệp Phong này trước đó có thái độ khinh thường Trần Huyền Quân khiến hắn cảm thấy khó chịu từ lâu rồi. Đường Đường hạng nhất bảng thiên, lại đi giúp một kẻ ngoại tông khinh thường đệ tử bản tông. Hành vi thế này thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận được. Sư huynh chẳng qua khuyên người mấy câu, sao nhìn bộ dạng ngươi còn như muốn ra tay với ta không bằng. Diệp Phong xa sầm mặt, lạnh giọng quát. Huynh! Lời vừa dứt, một luồng uy áp đáng sợ bung ra từ trên người hắn ta. Bán bộ tử phủ. Mấy trưởng lão trấn thủ trên đài cao đều thoáng thay đổi sắc mặt, ngay sau đó trên mặt đều lộ nét vui mừng. Diệp Phong, người đã thăng cấp bán bộ tử phủ rồi sao? Rời tông nhiều năm, chu du khắp các quốc gia, nếu như không có chút cảnh giới này, ta nào có mặt mũi để quay về tông nữa? Diệp Phong hờ hững nói, đầu mày đuôi mắt thoáng vẻ kiêu ngạo. Ha ha ha, hay lắm. Không hổ là hạng nhất bảng thiên của kiếm các ta, vậy mà đã thăng cấp lên bán bộ tử phủ, lần này trong long môn tranh tài sắp tới, kiếm các ta có hy vọng rồi. Diệp Phong, người quay lại thật là đúng lúc, người cũng đừng tức giận nữa. Lâm Nhất mặc dù lỗ mảng chút nhưng cũng đã giúp kiếm các ta giang danh, người thân là sư huynh khuyên vài câu là được rồi. Mấy vị trưởng lão đều vui mừng không thôi, kiếm các mặc dù có Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất, nhưng hai người này đều chỉ là những nhân tài mới nổi lên. Tu Vi dù gì cũng là một thiếu sót, nhất là lâm nhất trước đó còn cắt đứt một sợi huyền mạch nữa. Trường 1320 như vậy không tốt lắm đâu. Trong lòng môn tranh tài cuối năm, nếu chỉ có hai người thì cũng không được chắc chắn lắm. Trước mắt, Diệp Phong này đã là cảnh giới bán bộ tử phủ, quay về tông môn, không nghi ngờ gì đã khiến lòng người hưng phấn hơn hẳn. Chẳng qua đối với Lâm Nhất, mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy không cần phải trách móc, hắn cũng có làm gì sai đâu. Huống hồ, hy vọng vào hắn trong long môn đại hội cuối năm cũng không lớn, nhưng ba năm sau, Lâm Nhất chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ nổi bật. Diệp Phong trên đài nghe ra ý tứ trong lời nói của các trưởng lão là muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì lập tức cười nói, cũng đúng, người trẻ tuổi mà, ngông cuồng một chút cũng không có gì. Chẳng qua Lâm Sư Đệ, ta phải khuyên ngươi một câu, lời của Lạc Sư Hàng này mặc dù khó nghe, nhưng không hề sai, với thực lực hiện tại của ngươi thực sự không cần thiết phải nộp mạng cho long môn tranh tài lần này. Sư huynh có cao kiến gì? Lâm nhất như cười như không nhìn đối phương, đại khái hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Chẳng qua là muốn áo gấm về làng, muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt tất cả mọi người, mình chẳng may đen đuổi đụng chúng họng súng của đối phương mà thôi. Người không tin. Diệp Phong thấy vậy thì hai mắt khẽ híp lại, giả bộ hòa nhã cười nói, nếu như không tin, người có thể đánh một chiêu với ta, liền sẽ biết cái gì là nền tảng. So với thực lực chân chính thì sức mạnh hiện giờ của ngươi chẳng đáng để nhắc tới. Mời sư huynh chỉ giáo. Lâm nhất cũng không nhiều lời với hắn ta, trầm giọng ứng chiến. Nếu như thực sự giao đấu với đối phương, thắng bại có lẽ không dám chắc, có vẻ như khả năng thua sẽ lớn hơn một chút. Dù gì cũng là hạng nhất bảng thiên, nhập tông 6 năm lại đi chu du các quốc gia nhiều năm, đạt đến cảnh giới bán bộ tử phủ. Cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn. Nhưng chỉ so một chiêu, vậy thì lâm nhất không có gì phải sợ. Đối phương chỉ cần có chút xíu lơ là, bức tranh trưởng toái sơn hà của hắn sẽ mang đến bất ngờ cực lớn cho đối phương. Lấy ta lập uy, muốn chết. Vốn tưởng rằng có trưởng lão lên tiếng thì bầu không khí căng thẳng giữa Lâm Nhất và Diệp Phong sẽ giảm bớt, nhưng không ngờ, Diệp Phong lấy lùi làm tiến, không thuận theo cũng không buông tha, khiến hai người nhanh chóng lên đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Tuy nói là một chiêu, nhưng một chiêu của bán bộ tử phủ có bao nhiêu đáng sợ? E là huyền võ tầng 9 bình thường đỡ một chiêu này ắt phải chết. Trên đài cao, vài vị trưởng lão liếc nhìn nhau, không khỏi nhíu mày như vậy không tốt lắm đâu nếu chỉ là một chiêu cũng không hẳn là không ổn nếu diệp phong có thể buộc lâm nhất không tham gia long môn tranh tài thì xem như cũng là một việc tốt đúng vậy ta nghe nói mai hộ pháp cũng có suy nghĩ như vậy ngài ấy muốn lâm nhất tĩnh tu ba năm ừ cứ xem đi đã nếu diệp phong chỉ muốn lập uy hẳn là sẽ cư xử đúng mực không đến mức quá đáng các trưởng lão đã gần trăm tuổi đều là người từng trải sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Diệp Phong. Tuy nhiên, đối với bọn họ, việc này không có gì là đáng trách. chương 1321 nàng ta sợ lâm nhất bị hắn ta làm mất mặt. Võ giả tu luyện tránh không khỏi hai chữ danh và lợi. Tranh danh đoạt lợi không đáng trách, một khi bước vào con đường này, chữ tranh sẽ theo ngươi cả đời, tranh mệnh với trời, tranh vận với người. Áo gấm về làng cũng là chuyện thường tình. Đối với vài vị trưởng lão, điều này thật sự không đáng để nhắc đến, họ chỉ để ý một việc, cảnh giới của Diệp Phong quả thật là bán bộ tử phủ, không thể giả được. Hơn nữa, bọn họ đều là những người tinh mắt, có thể nhìn ra vài thứ mà các đệ tử bình thường không nhìn ra được. Ví dụ như trên người Diệp Phong tồn tại khí chất khác biệt rất lớn so với đệ tử Tông Môn. Đó là tầm nhìn và một trái tim sát phạt quyết đoán được tích lũy qua nhiều năm tôi luyện giữa lần danh sinh tử. Chắc chắn hắn ta không phải bán bộ tử phủ bình thường, thậm chí người này có khả năng đánh chết được tử phủ. Trong lòng bọn họ đều đánh giá cao Diệp Phong. Một người có thực lực thì dù có làm việc quá đáng một chút, các trưởng lão cũng sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, tỉ như Lâm Nhất lúc trước, hắn dám ra tay giết Vương Diễm ngay trước mặt mọi người, dù vậy, các trưởng lão vẫn đồng lòng xin tha cho hắn. Thình thịch. Tuy nhiên ngay khi bầu không khí căng thẳng trên đài lên đến đỉnh điểm, hai người chuẩn bị ra tay thì chợt có hai bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng hạ xuống. Đó là Hân Nhiên và trưởng công chúa. Nhìn thấy công chúa Phượng Hoa, Lâm Nhất và Diệp Phong đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt thu lại kiếm thế sắc bén và mãnh liệt trên người mình. Bái kiến công chúa. Từng người xoay người hành lễ, không dám có thái độ bất kính. Lúc Diệp Phong khom người, trong lòng hắn ta thầm mừng rỡ, Hắn ta đã sớm biết công chúa đang ở bên dưới cho nên mới bày ra chuyện này. Mục đích ngoại trừ lập uy, tuyên bố với mọi người rằng bản thân đã trở lại, đồng thời hắn ta còn muốn để lại ấn tượng sâu sắc với mỹ nữ đệ nhất đại tần. Công chúa Phượng Hoa tài trí vô song, phong hoa tuyệt đại, là một vị giai nhân khuynh thành. Một khi đã có cơ hội, thử hỏi ai lại không có lòng riêng. Diệp Phong nhếch miệng cười, hắn ta cho rằng công chúa lên đài là vì bị hắn ta hấp dẫn bèn nói không biết công chúa muốn dạy bảo điều chi không dám nói dạy bảo ta đã xem xong ngươi và lâm nhất so chiêu xong rồi hai người giật mình hiển nhiên bọn họ cảm thấy có hơi khó hiểu diệp phong bị xưởng nói cả buổi hóa ra công chúa phượng hoa lên đài là vì lâm nhất nàng ta sợ lâm nhất bị hắn ta làm mất mặt trong lòng hắn ta cảm thấy rất tức giận, không ngờ thằng quát con này lại tốt số đến vậy. Xem ra lời đến lúc trước không sai, quả thật công chúa có vài phần xem trọng hắn. Hừ, xem ra một chiêu này không đánh không được, hắn ta nhất định phải khiến lâm nhất xấu mặt trước công chúa Phượng Hoa. chương 1322 đa tả công chúa. Diệp Phong khôi phục thái độ như thường, bình tĩnh cười nói, lời của công chúa, đương nhiên ta không dám không theo, nhưng chuyện giữa kiếm khách liên quan đến vinh quang và lòng tự trọng một lời đã nói ra tứ mã nan truy dù ta có từ bỏ theo lời của công chúa thì sợ là lâm sư đệ cũng không chịu từ bỏ đúng vậy dù không biết diệp phong có ý định gì nhưng một khi đã đồng ý lâm nhất quyết không lùi bước nhưng khi hắn vừa định mở miệng thì không cho ngươi nói công chúa đột nhiên nói nàng ta cũng không nhìn lâm nhất mà nhìn thẳng vào diệp phong Hân Nhiên quay đầu, cười nói tiểu sư đệ, có nghe thấy không, công chúa không cho đệ nói. Lâm Nhất chỉ có thể ngượng ngùng cười, đành ngậm miệng lại. Công chúa Phượng Hoa thấp giọng nói, trước đó, người không hề nói như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, người cảm thấy Lâm Nhất không có tư cách tham gia long môn tranh tài, nên mới muốn dùng một chiêu để ép hắn từ bỏ. Hiện tại, bổn công chúa cũng cảm thấy ngươi không có tư cách tham gia long môn tranh tài, nếu ngươi không tin, có thể đấu với bổn công chúa một chiêu. Diệp Phong trợn tròn mắt, bởi lẽ lý luận của công chúa Phượng Hoa không chê vào đâu được. Khoan hãy nói đến thực lực của công chúa cao bao nhiêu, dù cho hắn ta mười lá gan thì hắn ta cũng không dám đánh với công chúa. Hiển nhiên, công chúa Phương Hoa muốn che chở lâm nhất, đồng thời khiến hắn ta không thể xuống đài được. Người không tin hay không dám. Không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của công chúa Phượng Hoa bên dưới khăn che mặt, nhưng mọi người có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trong lời của nàng ta. "Cáo từ." Diệp Phong cảm thấy rất khó chịu, nhịn cả buổi, cuối cùng hắn ta chỉ nói ra hai chữ rồi xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc quay đi, sắc mặt hắn ta cực kỳ đáng sợ, tràn đầy phẫn uất. Diệp Phong từng nghĩ muốn dùng Lâm Nhất để lập uy nào ngờ bản thân lại bị công chúa dùng để lập uy ngay trước mặt mọi người Sớm biết như thế, còn chẳng bằng nghe theo các trưởng lão, không rằng có với lâm nhất Dưới đài, khi nhìn thấy cảnh này, các đệ tử kiếm các đều cảm thấy rất buồn cười Chẳng ai ngờ sư huynh Diệp Phong, một cao thủ có tu vi đạt đến bán bộ tử phủ lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy Vài vị trưởng lão khẽ nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn nhưng đối phương là công chúa, lại có ân với kiếm các, bọn họ cũng không thể trách được, chỉ xem như Diệp Phong xui xẻo, khiêu khích ai không được, lại chọn lâm nhất để lập uy. Chẳng lẽ hắn ta không biết có công chúa ở đây? Chẳng lẽ hắn ta không biết sau buổi tụ hội Quỳnh Đài, công chúa đã có vài phần kính trọng lâm nhất rồi sao? Đúng là tự dước lấy nhục. Nhìn bóng lưng Diệp Phong ngày càng đi xa, lâm nhất thầm cảm thấy đáng tiếc, bức tranh trưởng toái sơn hà của hắn không có cơ hội mang đến bất ngờ cho đối phương rồi nhưng ngẫm lại thì thấy tên diệp phong này cũng thật đáng thương hiện tại e là hắn ta rất khó chịu nghĩ đến đó lâm nhất bất giác nhếch môi cười tiểu sư đệ công chúa đã giúp đệ giải vây còn không mau nói cảm ơn thiên nhiên nở nụ cười xinh đẹp chừng mắt nhìn lâm nhất đẹp không gì sánh nổi đa tạ công chúa Lâm Nhất giật mình hoàn hồn, vội chắp tay cảm tạ. "Không cần cảm ơn, dù sao thì trong suy nghĩ của ngươi, ta đang xen vào việc của người khác mà." Chương 1323 Ta và công chúa cùng tiến đệ. Công chúa Phượng Hoa thản nhiên nói, "Ta biết rất rõ trong lòng ngươi nghĩ gì, có lẽ ngươi thật sự có át chủ bài đủ để ứng phó một chiêu của hắn ta, thậm chí có thể khiến hắn ta trọng thương. Nhưng một chiêu của Diệp Phong cũng có thể khiến ngươi trọng thương." hiện tại còn chưa đến một tháng nữa là đến Long Môn tranh tài. Nếu người bị thương thì dù có muốn tham gia Long Môn tranh tài cũng chẳng thể tham gia được. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, cẩn thận nghĩ lại thì quả thật là thế. Đối phương có chuẩn bị mà đến, dù trưởng Toái Sơn Hà có thể khiến Diệp Phong bị thương thì cũng khó đảm bảo sát chiêu của hắn ta không làm hắn bị thương. Nếu không tham gia Long Môn tranh tài thì có thể thử liều mạng một phen, nhưng hắn đã muốn tham gia thì không thể để bản thân bị thương, vậy há chẳng phải được không bù mất à. Vừa rồi ta đã lỗ máng. Không sao. Công chúa Phượng Hoa nói, dường như chẳng chút để ý, giọng nàng ta rất thở ơ, khiến người ta khó có thể đoán được. Tiểu sư đệ, ta đoán đệ nhất định sẽ tham gia long môn tranh tài lần này, không biết một tháng tới, đệ chuẩn bị đi đâu tu luyện. Hân nhiên hiểu rất rõ suy nghĩ của Lâm Nhất, không hỏi mà cô đã có thể đưa ra kết luận. Sơn mạch tịch diệt, vốn định đi lạc già Sơn gặp sư tỷ trước khi xuất phát, không ngờ lại gặp tỷ ở quảng trường Tiêu Vân, vậy thì ta cũng không tiếp tục chậm chế, giờ lập tức xuất phát, Lâm Nhất nói cụ thể. Ta và công chúa cùng tiến đệ. Hề hề, ta cũng đi. Lý vô yêu thình lình xuất hiện, cười hề hề nói. Bốn người cùng rời khỏi quảng trường Tiêu Vân. Đằng sau Lăng Tiêu Kiếm Các có một sơn mạch minh mông bát ngát, không nhìn thấy điểm cuối, được gọi là Sơn Mạch Tịch Diệt. Sơn mạch này có tiếng tam lừng lẫy tại quận Tần Thiên, không chỉ có Lăng Tiêu Kiếm Các, còn có ba tông môn lớn tọa lạc tại biên giới sơn mạch, chỉ khác hướng mà thôi. Sơn mạch trải dài vô tận, thậm chí xuyên qua nhiều đế quốc, bên trong vô cùng nguy hiểm, là nơi yêu thú tung hoành. Lâm Nhất đã đến đây mấy lần, cũng xem như khá quen thuộc khu vực trung tâm Sơn Mạch có không ít yêu thú cảnh giới tử phủ, thậm chí còn có sự tồn tại của yêu thú cảnh giới thiên phách trong truyền thuyết. Sơn Mạch bị bao phủ bởi sương mù xám xịt, quanh năm không cách nào tiêu tan, hình thành khí độc, thỉnh thoảng sẽ có tiếng thú gạo giống thảm thiết vang lên, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn. Mặt trời treo cao, ánh mặt trời chói trang chiếu xuống màn sương độc, khúc xạ đủ loại màu sắc sặc sỡ. Đoàn người Lâm Nhất nhìn thấy màn sương bảy sắc rực rỡ ẩn chứa khí độc, trông vô cùng quái đản. Đã đến biên giới sơn mạch, mấy người công chúa dừng bước. Bọn họ biết Lâm Nhất sẽ đi sâu vào sơn mạch để tu luyện, nên chỉ có thể đưa hắn đến đây. Giờ đã đến lúc từ biệt. Lần sau gặp mặt đã là long môn tranh tài rồi. Với điều kiện tiên quyết là Lâm Nhất có thể sống sót rời khỏi khu vực trung tâm sơn mạch nơi có vô số yêu thú hung hãn và mối nguy ở khắp nơi. Đến đây thôi, tạm biệt, đa tạ mọi người đã tiến. Lâm Nhất dẫn theo ngựa huyết long, chắp tay nói với mọi người. Cẩn thận một chút, ta biết đệ sẽ chạy đến khu vực trung tâm, không đụng phải yêu thú tử phủ thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hân nghiên nhìn Lâm Nhất, trong mắt cô tràn đầy ân cần. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Lâm Nhất ngượng ngùng cười, không có việc gì gạt được sư tỷ, cuối cùng hắn vẫn không giấu được cô. Chương 1324 quậy đủ chưa? Ta, ta đợi huynh ở Đài Long Môn. Lý Vô Ưu thản nhiên cười, chẳng chút lo lắng, cứ như chắc chắn Lâm Nhất sẽ không gặp chuyện bất trắc gì vậy. Lâm Nhất nhìn sang công chúa Phượng Hoa, có rất nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu hắn, sau một lúc do dự, hắn nói, công chúa điện hạ, Lâm Nhất có thể nói riêng với người vài câu được không? Xíu, yêu yêu. Trong mắt công chúa Phượng Hoa lập tức lóe lên tia khác thường, nàng ta không lên tiếng. Nghe vậy, Lý Vô Yêu ngẩn ra, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Công chúa Điện Hạ, tiểu sư đệ của ta rất nhát gan, gặp hắn một mình sẽ không có việc gì đâu. Hân nhiên nhìn Phượng Hoa, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Cũng được. Một lúc lâu sau, công chúa mới nói ra hai chữ. Hân Nhiên và Lý Vô Yêu cùng lui ra, Lâm Nhất vỗ vỗ ngựa huyết long, mặc dù không tình nguyện nhưng nó vẫn rời đi. Vùng biên giới sơn mạch được bao phủ bởi sương mù rực rỡ giờ chỉ còn lại Lâm Nhất và công chúa Phượng Hoa. Đợi sau khi mọi người đều đi hết, công chúa Phượng Hoa mới thấp giọng nói có chuyện gì cứ nói. Công chúa, đắc tội. Trước đó, thái độ Lâm Nhất rất bình tĩnh, thình linh, Hắn duỗi tay ra, nhanh như chớp chộp lấy khăn che mặt của công chúa Phượng Hoa. "Công chúa, đắc tội." Trước đó, thái độ Lâm Nhất rất bình tĩnh, thình lình, hắn duỗi tay ra, nhanh như chớp chộp lấy khăn che mặt của công chúa Phượng Hoa. Lâm Nhất không mang đến hậu quả khi ra tay với công chúa. Những nghi ngờ cứ liên tục tích tụ trong đầu hắn, đã đến tình trạng cần phải giải quyết rồi. Nếu không, nghi ngờ mãi mãi là nghi ngờ vĩnh viễn không có được đáp án. Công chúa Phượng Hoa có hơi kinh ngạc, hiển nhiên, nàng ta không ngờ Lâm Nhất lại đột nhiên ra tay. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, sự kinh ngạc trong mắt nàng ta đã biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh, như một mặt hồ tĩnh lặng, không có gợn sóng, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Xoạt! Nàng ta không hề né tránh, chỉ giơ tay lên, muốn nắm chặt cổ tay Lâm Nhất. Thật nhanh! lâm nhất cảm thấy kinh ngạc hắn ra tay bất ngờ vậy mà đối phương vẫn có thể làm ra phản ứng nhanh như vậy cổ tay khẽ đảo chỉ để lại một cái bóng trước tiên lui ra tránh đi thế công của đối phương rồi lại tiến lên dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay một lần nữa chộp lấy khăn che mặt trong lúc di chuyển tay của hắn để lại vô số tàn ảnh trước mặt công chúa phượng hoa thoạt nhìn thật thật giả giả rất khó phân biệt quậy đủ chưa ánh mắt công chúa Phượng Hoa trở nên lạnh lùng, nàng ta hừ lạnh một tiếng, trở tay chộp tới, vô số tàn ảnh bị nhìn nát. Bàn tay trắng như ngọc của công chúa Phượng Hoa bóp chặt cổ tay Lâm Nhất. Tuy nhiên, nàng ta còn chưa kịp dùng sức khống chế thì tay Lâm Nhất đã run lên như thân kiếm, thoát cái trượt ra ngoài. Cảm nhận được khí lạnh từ tay đối phương, Lâm Nhất thầm kinh hãi, đồng thời, cả người hắn nhanh chóng lui về sau. Công chúa tức giận, cứ tiếp tục e là sẽ gặp chuyện không may nhưng nếu lúc này từ bỏ thì hắn thật sự không cam tâm. Liều mạng vậy, chương 1325 công chúa đâu rồi? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia quyết đoán, gần như ngay khi đặt chân xuống, cả người hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, kim ô ấn được kích hoạt. Bộ, kim ô tung cánh. Âm. Uhm. Hào quang sáng chói bùng nổ, kim ô ấn tách ra, cùng với đó, Lâm Nhất giang hai tay ra, đôi tay hệt như cánh kim ô, Phút chốc đưa hắn bay vọt lên, tốc độ nhanh như tia chớp, gần như không nhìn thấy được tàn ảnh. Phút chốc, hắn dễ dàng vượt qua bên cạnh công chúa Phượng Hoa. Đã bắt được. Sâu trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia mừng rỡ, hắn cảm nhận rất rõ mình đã chộp được khăn che mặt của đối phương. Thịch thịch. Có điều, khi sắp tách ra khỏi công chúa, sắc mặt hắn có hơi thay đổi, vì hắn cảm giác được tấm vải này có hơi lớn. Vậy mà lại có thể bay phấp phới trong gió. Đợi đến lúc xoay người, vẻ mặt Lâm Nhất đã hoàn toàn thay đổi. Công chúa Phượng Hoa đứng trước mặt hắn, mạng che mặt vẫn còn, chỉ là ngoại trừ chiếc yếm lụa trắng thì trên người nàng ta gần như không có gì cả, da thịt như bạch ngọc hoàn toàn lộ ra ngoài. Lâm Nhất cúi đầu nhìn, trên tay hắn chính là áo của công chúa Phượng Hoa. Phút chốc, hắn cảm thấy xấu hổ không thôi, vừa rồi ngay khi hắn sượt qua, công chúa đã kịp nghiêng đầu tránh thoát tay của hắn, nhưng trời đất xui khiến thế nào mà hắn lại bắt được cổ áo của nàng ta. Tốc độ quá nhanh, đợi đến khi kịp phản ứng thì cục diện đã biến thành như vậy. Công chúa Phượng Hoa không lúng túng, cũng không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến người ta không cách nào đoán ra được suy nghĩ của nàng ta. "Nhìn đủ chưa?" Công chúa Phượng Hoa lạnh lùng nói. Lâm Nhất giật mình hoàn hồn, lúc này, hắn mới phát hiện mình đang nhìn chầm chầm vào đối phương, liền vội vàng quay đi. Xin lỗi, tại hạ không cố ý, kính xin công chúa tha thứ. Lâm nhất ủ rũ nói, nhìn quần áo trong tay, hắn cảm thấy ngay cả mình còn không tin lời mình nữa mà. Tuy nhiên, công chúa Phượng Hoa lại không hề nổi giận, thậm chí trên người nàng ta cũng không có bao nhiêu sát ý khi hắn còn đang cảm thấy nghi hoặc thì giọng nói lạnh lùng và trong trẻo của công chúa vang lên chuẩn bị cho long môn tranh tài thật tốt nếu không lọt vào danh sách thì đừng nói đến chuyện tháo xuống mạng che mặt của ta ngay cả việc đến gần ta ngươi cũng không cách nào làm được nói xong công chúa phượng hoa nhảy vọt lên trời ngay lúc đó một con linh hạc đột một bay đến nàng ta nhẹ nhàng rơi xuống lưng linh hạc cưỡi hạc bay đi phút chốc biến mất giữa tầng mây Lâm Nhất dõi theo bóng lưng công chúa, rồi lại nhìn quần áo trong tay, rơi vào trầm tư. Thịch thịch. Có tiếng bước chân vang lên, là Lý Vô yêu và Sư Tỷ Hân Nghiên, bọn họ nghe thấy có tiếng đánh nhau nên đã vội chạy đến. Công chúa đâu rồi? Chương 1326 Bạch Lê Hiên. Hai người tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chỉ có một mình Lâm Nhất, còn công chúa Phượng Hoa thì đã hoàn toàn biến mất. Khi liếc thấy quần áo trên tay Lâm Nhất, cả hai càng thêm nghi hoặc. Quần áo của công chúa, Lý Vô ưu lắp bắp nói. Tiểu sư đệ, đã có chuyện gì? Biết sư tỷ hân nghiên sinh nhi, Lâm Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, bèn kể lại sơ lược chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, hai người cực kỳ kinh hãi. Lý Vô Yêu cười nói, ca à, ta phục huynh rồi đấy, ngay cả quần áo của công chúa mà cũng dám cởi. Hân nghiên vẫn luôn thích trêu ghẹo Lâm Nhất, nhưng lúc này cô lại lộ vẻ nghiêm túc thấp giọng nói tiểu sư đệ để chắc chắn trên người công chúa phượng hoa không có sát ý chắc chắn lâm nhất nhớ lại đúng là như vậy hắn không cảm nhận được sát ý trên người công chúa phượng hoa hân nhiên khẽ thở ra một hơi trầm giọng nói tiểu sư đệ sau này không thể lỗ mãng như vậy được công chúa phượng hoa không hề đơn giản như đệ nghĩ cũng không phải người dễ nói chuyện nàng là hân nhiên muốn tìm từ để hình dung nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không cách nào nghĩ ra được nàng là người như thế nào hân nhiên suy tư hồi lâu trên khuôn mặt sắc xảo lộ vẻ âu sầu lúc trước khi quen biết nàng ta cũng cảm giác được dù nàng đang ở bên cạnh nhưng khi nói chuyện luôn khiến người đối diện có cảm giác nàng đang ở trên cao ở cùng nàng luôn cảm nhận sự lạnh lẽo nói nàng quá mức cao ngạo nhưng thật sự nàng giống như bầu trời vậy ta không thể nào nhìn thấu được có thể nói, nàng là một người nguy hiểm, ngay cả đại hoàng tử cũng phải kiêng kỵ nàng, tiểu sư đệ, bất kể công chúa Điện Hạ có kính nể đệ thế nào thì đệ đều phải nhớ, nàng và chúng ta không phải người cùng một thế giới. Lý vô yêu ngượng ngùng cười, ta còn tưởng chỉ có ta có cảm giác này, không ngờ sư tỷ cũng vậy, quả thực khó có thể đoán được vị công chúa Phượng Hoa kia nghĩ gì. Ở bên cạnh nàng luôn có cảm giác căng thẳng và sợ hãi một cách khó tả. Ta cũng biết những điều này. Lâm Nhất thở dài, có điều, nàng thật sự rất giống một vị cố nhân của ta. Hân Nhiên trầm ngâm nói, không thể nào, tuy có khoảng 5 năm nàng không lộ diện, nhưng cũng không có khả năng rời khỏi đế quốc Đại Tần. Mà dù có đi thì cũng sẽ đi đến nơi khủng bố hơn so với Hoàng Thất Đại Tần. Nhận lầm người ư. Lâm Nhất liếc nhìn những sợi tóc quấn quanh ngón út, trong mắt lóe lên tia do dự. Được rồi, hiện tại không nghĩ những việc này. Vù vù. Đúng lúc này, một âm thanh xé gió vang lên, một bóng người từ xa mà đến, tốc độ như tia chớp. Trên người hắn ta tràn ngập duệ khí sắc bén, thấp thoảng có ánh sáng nhạt tỏa ra, hệt như một thanh kiếm bén ngót. Bạch Lê Hiên, chương 1327 biến số của thánh thể quá lớn. Hân nhiên và Lý Vô Ưu vô cùng hoảng hốt, bọn họ không ngờ Bạch Lê Hiên cũng chạy đến sơn mạch tịch diệt. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Hắn ta thật sự không cần bế quan, nếu muốn tăng tiến thực lực trước khi Long môn tranh tài diễn ra thì lựa chọn đến Sơn Mạch Tịch Diệt là một lựa chọn không tồi. Chém giết yêu thú cảnh giới tử phủ, tôi luyện giữa làn danh sống chết sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng nhanh. Hiển nhiên, Bạch Lê Hiên cố ý hạ xuống là vì trông thấy Lâm Nhất, sự sắc bén ẩn sâu trong mắt, khí tức trên người hắn ta đã mạnh lên không ít, sự khủng bố của thánh thể đã giúp tu vi của hắn ta tiến bộ cực nhanh có thể nói thời gian mãi mãi đứng về phía bạch lê hiên nhưng hắn ta vẫn không biết đủ mà còn bất chấp nguy hiểm chạy đến sơn mạch tịch diệt tôi luyện loại người này thật sự rất đáng sợ ánh mắt cực kỳ sắc bén của bạch lê hiên chiếu thẳng vào lâm nhất hệt như một thanh kiếm bén nhọn không hề che giấu sát ý lâm nhất đã sớm trở thành ma chướng mà hắn ta phải tiêu diệt trước khi rời khỏi đế quốc đại tần ma chướng chưa trừ mãi mãi không yên. Dù mình có ngưng tụ thánh thể thì chắc chắn sau này cũng sẽ dẫm chân tại chỗ. Chỉ khi chém chết lâm nhất mới có thể loại bỏ ma chướng để suy nghĩ được thông suốt. Hân nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, Bạch Lê Hiên, người muốn làm gì? Yên tâm, trước long môn tranh tài, ta sẽ không ra tay với hắn. Bạch Lê Hiên lạnh lùng nhìn lâm nhất, trầm ngâm nói, rất nhiều người đều đang đồn rằng ngươi sẽ không tham gia long môn tranh tài nữa, ta hy vọng ngươi nhớ lời mình đã nói. Ân oán giữa hai chúng ta phải giải quyết trên long môn tranh tài, đừng không dám đi như lời đồn đấy. Sứt lời, hắn ta cũng không quan tâm lâm nhất đáp lời thế này, thân thể hắn ta lóe lên, thoáng chốc biến mất trong dãy núi. Trong mơ hồ, có thể cảm nhận được một kiếm thế đang tung hoành trong dãy núi, không chút kiêng rẻ lao thẳng về phía trước, chưa từng dừng lại. Rõ ràng điểm đến của hắn ta là trung tâm của Sơn Mạch Tịch Diệt. Chỉ có nơi trung tâm đó mới có thể tồn tại yêu thú cảnh giới tử phủ. Lâm Nhất nở nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, Long môn tranh tài, người muốn lấy mạng ta ư, thật là ảo tưởng quá rồi. Hân nhiên thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ, Bạch Lê Hiên đem lại cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn trong hôm gió tuyết đó. Dường như hắn ta có thể bước vào Huyền Võ tầng 10 bất cứ lúc nào, thậm chí tiềm lực còn sâu không thấy đáy nữa. Biến số của thánh thể quá lớn, Lâm Nhất gật đầu, dù hắn ta thăng lên bán bộ tử phủ trước khi Long Môn tranh tài diễn ra, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chiến ý trong lòng Lâm Nhất lại không vì thế mà mất đi chút nào. Thánh thể có ưu thế của thánh thể, Lâm Nhất hắn cũng có ưu thế của riêng mình, người đời đều nói tiềm lực của hắn đã hết. Tất cả lá bài tẩy đều đã sử dụng. Nhưng bọn họ lại quên, Đại Tần đế quốc chỉ có một mình Lâm nhất hắn nắm giữ tuyệt kỹ của ba tông. Trong lịch sử của Đại Tần đế quốc, chưa từng có ai đi con đường giống hắn, cũng đã định sẵn là không có người nối bước. Chương 1328. Người có thể khiến tuyết rơi trên đồng hoang, tạo nên truyền thuyết, sao có thể thật sự đã sử dụng huyết tiềm lực được. Thời gian không còn sớm ta đi vào sơn mạch tịch diệt đây. Chuyện của công chúa, mọi người giữ bí mật giúp ta. Lâm Nhất lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói. Đi đường cẩn thận, ta và vô ưu đợi đệ ở Long Môn tranh tài. Trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Hân Nhiên xuất hiện một nụ cười dịu dàng, cô ân cần nói. Đại ca, ta đợi huynh trở về, để những người đánh cực huynh không dám xuất hiện ngậm miệng lại hết. Lý vô ưu lớn tiếng nói. Dưới ánh nhìn của hai người, Lâm Nhất Triệu Hoán Huyết Long Mã biến thành một tia máu đi vào trong sơn mạch tịch diệt. Huyết Long Mã trở Lâm Nhất phi nhanh trong sơn mạch tịch diệt, còn nhanh hơn cả Bạch Lê Hiên trước đó. Gần như không cần hắn phát ra kiếm thế của mình, yêu uy biến dị từ huyết mạch chân long trong người Huyết Long Mã đã đủ khiến yêu thú trong dãy núi phải sợ hãi rồi. Một đường tiến lên không chút kiêng dè, hoàn toàn không có yêu thú không có mắt nào xuất hiện gây chuyện. Dù bước vào nơi sâu trong sơn mạch tịch diệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu thú huyền võ tầng 9, thậm chí là huyền võ tầng 10. Nhưng trước khí thế hung hăng của huyết long mã, bọn chúng vẫn có vẻ sợ sệt, chỉ có thể đứng nhìn huyết long mã đi qua địa bàn của mình. Sau khi đi xa, chúng nó mới phát ra những tiếng gào thét không cam lòng. Gió mạnh thổi vào tai, đập vào mặt giống như lưỡi dao. Lâm nhất ngồi trên lưng huyết long mã cảm giác mình như đang bay, Tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ khi sử dụng Thất Huyền Bộ của hắn rất nhiều. Dù là những kiếm điêu bay trên trời của Lăng Tiêu Kiếm các cũng không nhanh bằng Tiểu Hồng. Ầm. Um. Mặt đất đột nhiên rung lên, một tiếng gầm thét đáng sợ vang vọng trong rừng. Sắc mặt của Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn nhìn thấy cổ thụ chọc trời trước mặt đột nhiên đổ ngã từng hàng, một con chuột kim mau đứng thẳng xuất hiện trước mặt hắn. Chuột kim mau cao tận 10 trượng trên người khoác một bộ lông màu xám. Nửa thân trên của nó rất phạm vỡ, vóc dáng là kiểu tam giác ngược, trước ngực có cơ bắp rắn chắc, tràn đầy sức mạnh. Trên đầu nó có một nhúm lông vàng rực, vì thế nên mới có cái tên Kim Mao. Người nó phát ra hơi thở huyền võ tầng 10, nó nhìn chằm chằm lâm nhất và huyết long mã, hai người đang đứng trên địa bàn của nó. Rất không may là con yêu thú này rất nóng tính, chỉ cần có chút khó chịu sẽ lập tức giận dữ ra tay yêu thú mang theo sức mạnh đáng sợ, tốc độ kinh người và móng vuốt sắc bén, khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật, tu vi huyền võ tầng 9, thậm chí không đỡ được một đòn của nó cũng sẽ bị nó dễ dàng đâm xuyên qua. Nếu xem nó như một con chuột bình thường thì sẽ chết rất thê thảm. Lâm Nhất nhìn xuống, nơi này đã cách trung tâm sơn mạch tịch diệt rất gần. Trường 1329 giao cho người đấy. Vù vù, tiếng xé gió trói tai vang lên, móng vuốt của chuột kim mau nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về phía lâm nhất. Quyền mang kèm theo gió mạnh khiến cổ thụ xung quanh không ngừng đung đưa, lá cây rơi xuống như mưa. Đến đây, lâm nhất cười châm chọc, bay lên trời từ trên lưng huyết long mã, mạnh mẽ tấn công. Vào khoảnh khắc hắn siết chặt năm ngón tay, lực lượng long tượng xuất hiện, thánh âm vang vọng trong không trung sức mạnh ngũ đỉnh đáng sợ ngưng tụ ra lực đấm điên cuồng đỡ đòn. âm um. quyền mang va vào nhau tạo thành tiếng vang lớn trên không trung. lâm nhất nhìn như nhỏ bé lại khiến chuột kim mau cao gần 10 trượng liên tục lùi lại. âm um. nhưng giữa không trung đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng sét đánh. đuôi của chuột kim mau tựa như roi quất tới một đòn vừa mạnh vừa nhanh nhắm thẳng vào đầu lâm nhất. tự tìm đường chết. lâm nhất hừ lạnh khí thế nhanh như tia chấp nắm lấy đuôi chuột, khởi động long tượng chiến thể quyết, thân thể nhìn như mỏng manh của thiếu niên phát ra âm thanh ẩm vang, tựa như muốn căng lên. Vào khoảnh khắc nắm lấy đuôi chuột, trên người hắn bộc phát ra sức mạnh kinh người, quăng mạnh một cái. ầm 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 Những gốc cổ thụ chọc trời bị chuột kim mau đụng gấy, sau đó ầm ầm ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Sao cho người đấy? Chuột kim mao là yêu thú huyền võ tầng 10 khá lợi hại, thậm chí có thể nói là yêu thú đã đến gần cảnh giới tử phủ. Nhưng nó vẫn không có chút tính khiêu chiến nào với Lâm Nhất, sau khi đánh bay nó, hắn cũng không muốn chiến đấu nữa. Vù vù vù. Hắn thi triển thất huyền bộ, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng chạy như bay trong rừng núi. Tàn ảnh chồng lên nhau, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tâm. Đến khi chuột kim mao tức giận ngồi dậy, nó chỉ thấy huyết long mã đang cười tươi xuất hiện trước mặt mình. Còn chưa kịp phản ứng, huyết long mã đã đá một cước lên người nó. rắc, Thân thể vạm vỡ của nó lập tức bị đá gãy xương dưới một cước này. Chuột kim mau vừa đứng dậy còn chưa kịp đứng vững đã ngã xuống đất một lần nữa, không ngừng rên gì. Lâm nhất đã đi xe nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì nở nụ cười. Có lẽ chuột kim mau sẽ nhanh chóng phát hiện, so với huyết long mã, nó sẽ thích đấu với mình hơn. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trước, nét mặt hắn dần trở nên nặng nề, phía trước chính là trung tâm của sơn mạch tịch diệt, ngay giữa chính là một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Nơi trung tâm của sơn mạch tịch diệt cũng không quá xa lạ với hắn. Nhưng trước đó đều có trưởng lão tông môn dẫn đầu, hắn gần như không có cơ hội ra tay, trước mắt lại phải đối mặt một mình. Trường 1330 chọn nơi này vậy. Còn chưa đến gần, hắn đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi không thôi. Yêu thú ở trung tâm không đông lắm, nhưng đều là yêu thú cấp bá chủ huyền võ tầng mời. Nhưng điều nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, dù sao cũng phải trải qua sinh tử mới có thể dốc hết tiềm lực của bản thân. Rất nhiều người đều nói hắn đã sử dụng hết lá bài tẩy khi gặp sóng gió, đã không còn mạnh nữa. Nhưng với Lâm Nhất, cao thủ thật sự là người không cần sử dụng lá bài tẩy vẫn có thể thoải mái đánh bại bất cứ một ai. Thất huyền bộ, lòng hổ quyền, lòng tượng chiến thể quyết và thủy nguyệt kiếm pháp của hắn vẫn còn tiềm lực rất lớn để khai thác, vượt xa dự đoán của người ngoài. Dù thật sự so lá bài tẩy, hắn vẫn còn có thiên phá vân và đại phong kình vẫn chưa sử dụng. Lưu thượng nói không vào Phật môn là không thể lĩnh ngộ chư thiên ấn, nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được. Phục ma ấn của ta cũng phải dùng kiếm phục ma mới có thể tạo ra được, chưa chắc ta không thể thật sự khống chế Chư Thiên ấn. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, nếu có thể ngưng tụ thành công Chư Thiên ấn, bốn ấn hợp nhất, Long Hổ quyền của hắn sẽ khiến cả đại tần phải run rẩy. Nếu không thử sẽ mãi mãi không biết có được hay không. Trung tâm sơn mạch tịch diệt nằm trong bóng tối u ám, một vùng đen kịt. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ quyết đoán, không chút do dự bước vào linh khí thật nồng đậm. Nơi trung tâm không hổ là bảo địa được yêu thú cảnh giới tử phủ chiếm đoạt, sự nồng đậm của linh khí còn dồi dào hơn cả ở kiếm các nữa. Lâm nhất đảo mắt nhìn trong bóng tối, một lát sau, hắn xác định một phương hướng rồi chậm rãi tiến lên. Đi thẳng, đi thẳng. Oanh! Khi từng uy thế đáng sợ xuất hiện, Lâm nhất dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa nơi này chính là nơi giao nhau giữa mấy xào huyệt yêu thú, đủ loại uy thế của yêu thú tập trung lại nơi này. Khiến cho cổ thụ sinh trưởng ở nơi này có hình dáng khác những nơi khác rất nhiều, thân cây cong vẹo, hình dạng kỳ lạ. Sắc mặt lâm nhất tái nhợt, hắn đối mặt bằng khí thế của mình vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. Chọn nơi này vậy. Lâm nhất không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn muốn dùng uy thế nặng nề của nơi này, dưới tình huống luôn đối mặt với nguy cơ sinh tử để ép mình lĩnh ngộ chư thiên ấn. Sự nguy hiểm của hành trình này là không thể lường được. Chỉ cần lơ là, hắn sẽ lập tức bị mấy yêu thú cảnh giới tử phủ xé thành mảnh vụn. Thời gian trôi qua, thật ra bốn con yêu thú tử phủ ở gần đó đã phát hiện ra Lâm Nhất từ lâu. Audio điện tử Võ Tấn bền. Kết tập 49.